khi vào phần trình bày, các đồng chí cho phép tôi được giới thiệu một đại biểu cùng dự với chúng ta ngày hôm nay. Đó là nữ đồng chí Bạch Thị Khôi, năm nay đã gần 90 tuổi, là cán bộ hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa, quê hương ở huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, và đã công tác sinh sống nhiều năm đến hiện nay tại tỉnh Lạng Sơn của chúng ta. Thì để các đồng chí cùng làm quen và chúng ta sẽ học tập những cái tấm gương sống và thực tiễn như vậy. Trong nhiều lần lên làm việc với tỉnh ủy thì tôi rất là có vinh hạnh được các đồng chí lãnh đạo của tỉnh giới thiệu cho về đồng chí Bạch Thị Khôi. Và tỉnh cũng đã rất trân trọng mời các đồng chí Bạch Thị Khôi đấy là dự các cái buổi nói chuyện đó với chúng ta. Thì hôm nay đồng chí cũng đã đến. Các đồng chí biết là năm nay đảng ta lựa chọn một cái chủ đề rất có ý nghĩa các đồng chí. Mà với các đồng chí cán bộ chủ chốt các ban ngành đoàn thể cơ quan tỉnh đấy, thì việc học tập cái chuyên đề này có thể nói là rất thiết thực. Chúng ta đi sâu vào phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu và của đội ngũ cán bộ đảng viên, mà lại theo tinh thần của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đấy. Sở dĩ đảng ta lựa chọn chuyên đề này mà đặc biệt nhấn mạnh vào tấm gương của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên là xuất phát từ cái quyết tâm chính trị của đảng ta là xây dựng đảng trong sạch vững mạnh để lấy lại niềm tin của nhân dân đối với đảng vốn đã từng bị suy giảm. Và muốn như vậy thì người đứng đầu là hết sức quan trọng. Đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong của đảng là rất quan trọng. Chúng ta hiện nay có tới 91 triệu dân, các đồng chí, nước mình này, 91 triệu dân. Kể cả đồng bào Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, khắp mọi nơi trên thế giới đấy, chúng ta có một số lượng dân rất đông là 91 triệu người. Thế còn đảng ta bây giờ đông tới 5 triệu đảng viên. Đấy. Thì các đồng chí hình dung lại lịch sử này. Thời kỳ mà ông cha ta đánh thắng quân Nguyên 3 lần liền đấy, dân số của nước ta lúc đó, nước Đại Việt, chưa đầy 4 triệu người. Mà cách mạng tháng 8 thành công năm 45 đấy, do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, cả nước cũng chỉ có 20 triệu người, mà đã chết đói mất 2 triệu rồi. Đấy. Mà lúc làm cách mạng tháng 8 thành công, Đảng chưa đầy 5.000 đảng viên. Mà giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 75 đấy, thì cả nước cũng mới chỉ có trên 30 triệu. Mà lúc đó thì không còn Bác nữa. Thế còn bây giờ là 91 triệu dân với 5 triệu đảng viên, thì sức mạnh ấy của dân tộc, của đảng phải được nhân lên. Và chúng ta phải vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách để đưa lý tưởng của cách mạng thành hiện thực, thực hiện cho được cái khát vọng của Bác Hồ là độc lập, tự do và hạnh phúc. Đấy. Thì chính vì lẽ đó mà cái chủ đề năm nay được lựa chọn cân nhắc là xuất phát từ cái mục đích trực tiếp xây dựng chỉnh đốn đảng, mà các đồng chí là những nhân vật chủ chốt quyết định cả phong trào trên một cái địa bàn quan trọng như thế này thì càng phải thấm thía cái điều ấy. Với một cái quan niệm chung như thế thì các đồng chí cho phép tôi trong mấy tiếng đồng hồ sáng hôm nay, ta sẽ chọn những cái điểm cốt yếu nhất để trình bày, chứ cũng không thể nói hết được. Di sản của Bác là vô cùng vĩ đại và đồ sộ. Chuyện về Bác Hồ dẫu trăm năm vẫn chưa thấu ngọn nguồn, còn phải nghiên cứu mãi mãi các đồng chí. Thì tôi sẽ tập trung vào ba điểm. Điểm thứ nhất là xin các đồng chí quán triệt những cái sự kiện lớn diễn ra trong năm nay mà liên quan đến việc học tập làm theo Bác. Mỗi một sự kiện đều gắn chặt với cuộc đời của Bác. Cái năm nay rất có ý nghĩa các đồng chí. 50 năm tổng tiến công Mậu Thân. Đấy. Và đặc biệt nữa, nếu tính từ ngày Bác mất đến bây giờ là 49 năm rồi.
Năm nay nếu chúng ta kỷ niệm về di chúc đấy, thì cái bản di chúc thiêng liêng mà Bác để lại đã có một lịch sử 53 năm. Vì Bác viết từ lúc 75 tuổi, mà 4 năm sau 79 tuổi, vào năm 69, Bác mới vĩnh biệt chúng ta. Thì bây giờ tính về di chúc là 53 năm. Ngày Bác mất đến nay là 49 năm. Năm nay, chúng ta còn kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác. Ta vừa kỷ niệm 19 tháng 5 vừa qua. Và cũng là 148 năm ngày sinh của Lenin, người thầy của Bác Hồ, người thầy của cách mạng Việt Nam. Lenin hơn Bác Hồ của chúng ta những 20 tuổi. Mà Bác nhờ ảnh hưởng tư tưởng Lenin, chủ nghĩa Mác Lenin mới dẫn đến bước ngoặt trong cái sự tìm đường của Bác để đưa dân tộc chúng ta tới ngày hôm nay. Năm nay chúng ta cũng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của các Mác. Ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua đấy các đồng chí, năm nay là tròn 200 năm ngày sinh của các Mác. Tất cả những sự kiện đó đều liên quan đến vấn đề học tập làm theo Bác cả. Chưa kể là năm nay các đồng chí hình dung này, 70 năm cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân đón thư của Bác với 6 lời Bác dạy công an. 70 năm ngày Bác phong hàm đại tướng đầu tiên cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt là 70 năm chúng ta kỷ niệm văn kiện thi đua ái quốc của Bác. Bác viết ở chiến khu Việt Bắc, ở Định Hóa Thái Nguyên ấy, năm 1948, bây giờ là 70 năm. Đấy. Một chuỗi các cái sự kiện như vậy liên quan đến chúng ta và đến việc học tập làm theo Bác. Điểm thứ hai là chúng ta sẽ nói về những giá trị cốt lõi trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách, mà đặc biệt là phong cách dân vận. Các đồng chí lại nhấn mạnh cái chủ đề của năm nay là năm dân vận chính quyền. Các cái tổ chức công quyền, các cơ quan nhà nước phải đặc biệt chú trọng dân vận. Thì chúng ta sẽ học tập tác phẩm Dân vận của Bác. Bác viết từ năm 1949 cơ, ở Việt Bắc này. Trong đó để lại bao nhiêu chỉ dẫn quan trọng mà mới mẻ hiện đại cho đến tận ngày hôm nay và cả sau này. Điểm cuối cùng, khép lại cái buổi thuyết trình này sáng hôm nay, chúng ta sẽ tái hiện lại lịch sử những giây phút của Bác trên giường bệnh. Và Bác căn dặn chúng ta những gì trước lúc đi xa. Thì đấy là mấy điểm chính mà tôi xin trình bày. Thưa tất cả các đồng chí, nếu Bác còn sống với chúng ta đến ngày hôm nay thì Bác 128 tuổi. Nhưng Bác chỉ sống với chúng ta được 79 mùa xuân thôi. Bác thọ 79 tuổi. Lúc Bác mất đấy, Đảng ta mới có 39 tuổi. Năm 1969 mà. Còn bây giờ Đảng ta là 88 năm lịch sử. Lúc Bác mất đấy, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của chúng ta do Bác sáng lập mới có 24 năm. Mà Bác gọi là hai giáp. Còn bây giờ nước ta đã có 73 năm. Đấy. Năm nay ta kỷ niệm ngày Quốc Khánh lần thứ 73. Đấy. Thế thì các đồng chí biết là trong cuộc đời của Bác, cái lễ sinh nhật tổ chức cho Bác lần cuối cùng này diễn ra rất cảm động. Nhưng nó có một điểm đặc biệt cần phải nói là khi chúng ta xin phép Bác để tổ chức sinh nhật cho Bác này, Bác kiên quyết từ chối các đồng chí. Bác không cho làm. Bác nói là các chú đừng làm sinh nhật cho Bác nữa. Bác chẳng biết còn được bao lâu nữa đâu. Bác không muốn tốn kém thì giờ tiền bạc của nhân dân. Đấy, Bác nói như vậy. Đồng chí Lê Duẩn lúc đó là tổng bí thư. Thời đó ta còn gọi là bí thư thứ nhất cơ mà. Bây giờ gọi là tổng bí thư. Thì có thưa lại với Bác là ngoài Bác ra còn có Trung ương, còn có Chính phủ, Quốc hội, có Mặt trận. Và nhất là còn có đoàn ngoại giao, mấy chục vị đại sứ đang chờ đợi vào để chúc thọ Bác. Mà nếu Bác cứ kiên quyết không cho làm thì biết làm thế nào.
Đấy, phải nói đến như vậy bác mới miễn cưỡng đồng ý. Bác nói là vậy thì các chú làm thật nhanh lên cho bác, đừng kéo dài. Bác nói là chỉ dăm 10 phút thôi. Ta chỉ xót xa cho bác là sức khỏe yếu, chứ ta có biết đâu là bác đau tim rất nặng. Bác mất trong một cơn đau tim dữ dội. Và bác hình dung rõ là có thể đi đột ngột bất cứ lúc nào. Cho nên bác mới chuẩn bị chu đáo công phu là 75 tuổi bắt tay vào viết di chúc. Để khi mà phải đi đấy thì đã có bức thư để lại cho dân, cho đảng. Bác dặn đồng chí Lê Duẩn là đừng bày vẽ tốn kém làm gì, chỉ cho bác mấy bông hoa là được rồi. Và bác quay lại bác dặn tiếp là chỉ 5 bông hồng đỏ thôi. Thì đảng ta làm đúng lời bác dặn. Cái bó hoa chúc thọ sinh nhật bác năm ấy là một bó hoa nhỏ xíu, chỉ có 5 bông hồng đỏ. Đời bác đấy có hai loài hoa mà bác tôn thờ là hoa hồng đỏ và hoa huệ trắng. Các đồng chí nhớ cái chi tiết đó mỗi lần vào thăm nhà bác nhé. Hoa hồng đỏ và hoa huệ trắng. Thì cái 5 bông hồng đỏ bác dặn đấy là bó hoa sinh nhật cuối cùng của bác. Bác có 8 người thư ký giúp việc, trong đó đồng chí Vũ Kỳ là thư ký đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là ông ở với bác từ đầu đến cuối, từ ngày ở Bắc Bó, Cao Bằng đến tận khi bác mất cơ. Ông Vũ Kỳ cả cuộc đời 25 năm liền làm thư ký cho bác mà không giữ một chức vụ chuyên môn nào, chỉ làm người giúp việc bác thôi. Nó như là cái nhóm trưởng, cái nhóm thư ký đó đấy. 8 thư ký thì đều luân phiên thay đổi, bổ nhiệm đề bạt. Riêng ông Vũ Kỳ bác giữ lại từ đầu đến cuối. Bác giao cho giữ di chúc cho bác. Thế là ông Vũ Kỳ vừa lui vào phòng trong, cái nhà sàn có 2 phòng nhỏ, mỗi phòng có 10 mét vuông thôi, để pha nước, mang bánh kẹo ra để bác tiếp khách. Lúc mà mang ra đấy, thì bác nói một câu như thế này: các chú uống nước ăn bánh kẹo để mừng thọ cho bác đi. Các chú đây là những ai các đồng chí? Là 4 nhân vật cao nhất của đảng và nhà nước. Một là Tổng Bí thư Lê Duẩn. Hai là Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh. Bác là Chủ tịch nước rồi. Và Thủ tướng Phạm Văn Đồng là thứ ba. Thứ tư là Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Những người mà ngày đêm bên cạnh bác. Bác nói là uống nước, ăn bánh kẹo mừng thọ cho bác đi. Và bác mong các chú thông cảm cho bác. Bác mang tiếng là chủ tịch đảng, chủ tịch nước thật đấy. Nhưng bác nghèo lắm. Bác không có gì hơn để thết đãi các chú đâu. Cái câu ấy của bác là theo nghĩa trực tiếp của nó. Bác không có một chút gì cả. Không gia đình, gia đình riêng ấy. Không có vợ con, không tài sản, không có của nả riêng tư gì. Chỉ ngay cả nhà ở cũng không có đâu các đồng chí. Cái nhà sàn bác ở có phải của bác đâu. Đấy là nơi ở và làm việc cho bác, trung ương bố trí thôi. Gọi theo ngôn ngữ của thời hiện đại này, cũng có thể coi như nhà công vụ vậy. Bây giờ trở thành bảo tàng, thành di tích lịch sử quốc gia, chứ có phải của bác đâu, không có một chút gì cả. Chỉ có một trái tim, một khối óc, cả cuộc đời cao thượng phong phú dành cho dân, cho đảng. Một bản di chúc có 1.000 từ để lại. Một cái túi tiền tiết kiệm mà bác dặn ông Vũ Kỳ là may cho bác một cái túi vải nhỏ, tiền thừa đựng vào đấy. Tiền tức là tiền lương của bác, chi dùng cho bác xong còn thừa giữ cho bác. Cần gì bác sẽ nói, cả một cuộc đời, đến lúc ra đi đấy, để lại một bản di chúc 1.000 từ và cái túi tiền đổ xuống đếm trước mặt trung ương còn được có mấy đồng bạc. Không gia đình, không nhà cửa, không tài sản, không chút riêng tư, tất cả dành cho dân, cho đảng. Riêng điều ấy thôi đấy đã quy tụ tất cả sự vĩ đại và sự cao thượng của bác, mà mỗi chúng ta con cháu của người đấy học bác đến suốt đời các đồng chí.
thì ta cũng không thể ngờ được đấy lại là sinh nhật lần cuối cùng. 4 tháng sau thì Bác vĩnh biệt chúng ta. Sinh nhật Bác ta gọi là tháng 5. Tháng 9 Bác đi. Mà năm nào Bác cũng chữa di chúc. Năm 65 là viết xong toàn bộ di chúc. Từ ngày mùng 10 tháng 5 đến 15 tháng 5. Còn các năm sau đấy, năm nào cũng chữa, năm nào cũng sửa. Sửa đến lần cuối cùng, 4 tháng sau thì mất. Các đồng chí đọc vào di chúc của Bác, các đồng chí nhé. Đây là bản bánh đánh máy của Bác đây. Bác trực tiếp đánh máy lấy cái máy chữ Bác mang từ Việt Bắc về. Bác ghi là Hà Nội 15 tháng 5 năm 65. Các đồng chí làm công tác đảng chuyên trách đặc biệt nhớ cho cái thời điểm này nhé. Vì nó có liên quan đến sự kiện mà chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 đấy, ban hành cái chỉ thị học tập làm theo Bác đấy, ghi ngày 15 tháng 5. Tức là ghi ngày Bác viết xong di chúc để ban hành chỉ thị. Hàm một cái ý là toàn đảng, toàn dân suốt đời học tập làm theo Bác. Đấy. Bên trái này, Bác trực tiếp viết tay bằng một dòng chữ. Mà nét chữ của Bác run lắm rồi các đồng chí. Bác viết là chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương. Bí thư thứ nhất là Tổng Bí thư. Bác mời đồng chí Lê Duẩn đến ký một chữ ký Lê Duẩn cho Bác. Đây là chữ ký của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Bên này là chữ ký Hồ Chí Minh. Người giữ di chúc của Bác là thư ký. Ông Vũ Kỳ là người đầu tiên được đọc di chúc và biết nội dung của di chúc. Cho nên sau khi Bác mất, ông Vũ Kỳ mới viết cả một tác phẩm hồi ký là Bác Hồ viết di chúc như thế nào là thế đấy. Mà Bác dặn đồng chí Vũ Kỳ một câu là chú nhớ giữ bí mật cho Bác. Đừng nói lộ ra ngoài để dân lo. Chỉ khi nào Bác đi rồi, chú hãy báo với Trung ương là Bác có bức thư để lại đó. Bác chỉ gọi là bức thư thôi, còn di chúc là chúng ta gọi cho nó trang trọng. Bác khiêm tốn đến mức cả cuộc đời không nhận huân chương. Bác tự đánh giá là Bác chưa xứng đáng để nhận huân chương. Bác giới thiệu với Quốc hội chỉ trao tặng huân chương sao vàng cho một người thôi. Bác giới thiệu Bác Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch nước, mà khi Bác mất thì thay Bác làm Chủ tịch nước. Bây giờ cũng đã về với Bác rồi. Các đồng chí theo dõi cái thông tin vào 28 tháng 8 năm nay nhé, sắp đến đấy. Đảng sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 130 cho Bác Tôn Đức Thắng. Bác Tôn hơn Bác 2 tuổi. Mà những ngày tang lễ đấy, quốc tang đấy, Bác Tôn túc trực bên thi hài của Bác suốt ngày đêm. Thì đủ hiểu tình bạn của Bác với Bác Tôn cao quý như thế nào. Bác nói là Bác Tôn nhận huân chương sao vàng là nhận cho cả miền Nam. Mà miền Nam trong trái tim Bác. Bác Tôn quê ở An Giang các đồng chí. Các đồng chí đi công tác miền Nam nhớ ghé vào cái cù lao ông Hồ ở An Giang đấy, là quê hương của Bác Tôn. Nơi có nhà lưu niệm, nhà truyền thống để ta hiểu thêm cuộc đời của Bác Tôn như thế nào. Từ một người thợ mà trở thành lãnh tụ. Đấy. Mà người bạn thân thiết của Bác. Thế thì năm nay biết bao nhiêu sự kiện như vậy. Các đồng chí lưu ý một cái chi tiết nữa này. Nhất là các đồng chí phụ trách công tác đảng và công tác đoàn thể này. Sang năm nhé, sang năm đến nơi rồi. Sang năm là bắt đầu bắt tay vào khởi động những công việc cho Đại hội Đảng lần thứ 13. Đảng ta đã có chương trình cả. Sang năm là bắt tay vào công việc chuẩn bị cho Đại hội 13, từ báo cáo chính trị, tức là văn kiện. Quan trọng nhất là vấn đề nhân sự. Mà quan trọng nhất về nhân sự là nhân sự Tổng Bí thư. Đấy, những điều ấy chúng ta phải chia sẻ trách nhiệm với Đảng, phải nắm được thông tin để biết được hiện nay Đảng ta đang phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách như thế nào để thực hiện cho được cái sự nghiệp đổi mới này tới thành công. Thì năm nay chúng ta nói những cái điều quan trọng như thế. Cái sự kiện sinh nhật Bác lần cuối cùng là như vậy.
Tại sao mà mọi năm cứ đến sinh nhật thì chữa di chúc? Mà bác có chữa ở trong nhà sàn đâu các đồng chí. Bác đi về một cái cánh rừng mà chỗ này các đồng chí chắc đã đến nhiều lần rồi. Đồng chí nào chưa có điều kiện đến thì nên đến nhé. Các đồng chí có nghe cái nhân cái tên là Đá Trông các đồng chí? Đá Trông K9 ở Ba Vì đấy, cách Hà Nội 60 cây số. Ở đó có một cánh rừng rất đẹp. Bác đến đó để viết di chúc và chữa di chúc hàng năm. Bác là người chọn cái địa điểm đó làm nơi sơ tán cho Bộ Chính trị và Trung ương thời chống Mỹ đấy. Mà nếu ngược thời gian thì ngay sau thắng lợi Điện Biên Phủ năm 54 thì mấy năm sau, năm 1957, bác của chúng ta đã có mặt ở Đá Trông. Bác đến đó sớm lắm, từ năm 57 cơ mà. Lúc bây giờ nó còn hoang vu, rậm rạp, toàn đường mòn cả thôi, chứ không phải là khu du lịch như bây giờ đâu. Đấy. Bác đeo ba lô trên vai, bác dặn đồng chí phục vụ là chú cho bác từ vào ba lô này hộ bác từng viên gạch một, cho từng viên một để xem sức bác có thể đeo được mấy viên. Hóa ra là bác chủ tính cái cuộc đi này còn dài lắm, giải phóng miền Nam còn lâu lắm, và bác thiết tha đòi đi miền Nam là thế đấy. Những cái chi tiết đó chúng ta đừng bỏ qua khi nghiên cứu về bác, để thấy được là cả cuộc đời bác theo đuổi đến cùng cái sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc, để nó có độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân như thế nào. Mọi năm thì chữa di chúc ở đó. Riêng năm 69, bác yếu từng ngày một, bác không đi nổi nữa, và bác đành phải chữa di chúc trong nhà sàn. Mà sau này các bác sĩ cũng không để bác ở nhà sàn nữa, đưa bác xuống ở tại cái ngôi nhà cấp 4, tức là nhà một tầng, để bác đỡ phải leo trèo cầu thang rất nguy hiểm cho bệnh tim mạch của bác. Cái ngôi nhà một tầng ấy gắn biển là nhà 67, tức là năm 1967. Nó là cái hầm tránh bom bi cho bác thời chống Mỹ đó. Bác chỉ ở cái ngôi nhà 67 đó đúng 3 tuần lễ, rồi bác chút hơi thở cuối cùng. Và bây giờ chính ở cái ngôi nhà đó đặt bàn thờ cho bác. Mỗi lần vào thăm, chúng ta đừng quên nhìn cái bàn làm việc của bác. Lãnh tụ vĩ nhân mà cái bàn làm việc đơn sơ mộc mạc, cái bàn mộc để trần thế này, mà trên bàn vẫn còn có cả cái ống bơ sữa bò bác dùng để cắm bút bi, bút chì làm việc hàng ngày. Cả cái kéo cắt tài liệu của bác vẫn còn nguyên hết. Đấy. Đồ dùng, vật dụng của lãnh tụ đơn sơ như thế đấy các đồng chí. Và ta nhìn trên bàn làm việc của bác, ta sẽ thấy tờ báo Nhân dân, báo Đảng. Bác đang đọc giờ ở trang 3, ngày 25 tháng 8 năm 1969. Ngày làm việc cuối cùng của bác đấy. Đến mùng 2 tháng 9 thì bác đi. Trên bàn làm việc còn có cả dự thảo điều lệ hợp tác xã nông nghiệp. Đồng chí nào phụ trách hội nông dân, phụ trách nông nghiệp, nông thôn thì cái chi tiết này rất cảm động. Bác chữa từng dòng, từng câu, từng điều khoản một. Bác còn dặn đồng chí Tố Hữu là nhà thơ lớn mà bác yêu quý nhất đấy, là chú nhớ diễn ca ra thành văn vần cho đồng bào dễ hiểu, dễ thuộc. Cả cái cuốn sách rất dày của giáo sư Hà Văn Tấn, một nhà sử học lớn, kính biếu bác, về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Bác đọc đi đọc lại cái công trình nghiên cứu này. Đấy. Và bác đánh dấu bằng bút chì xanh đỏ của bác tất cả những tấm gương người tốt, việc tốt đăng trên báo. Đấy. Ta vừa mới kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam hôm qua và trao giải thưởng báo chí. Bác là một nhà báo lỗi lạc. Bác cẩn thận đến mức là bác điện cho các tổng biên tập. Bác hỏi thế này này, các chú đưa tin người tốt việc tốt có chính xác không? Có đúng không? Để bác thưởng huy hiệu. 10 năm cuối đời, bác thưởng 5.000 huy hiệu người tốt việc tốt cho tất cả những tấm gương từ em nhỏ đến cụ già, trong đó rất nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của chúng ta,
nhất là trong lực lượng công an và quân đội, thanh niên xung phong. 10 năm cuối đời, tuổi cao sức yếu rồi, mà ta có ngờ đâu bác đến với nông dân 700 lần. Bác là lãnh tụ đi nhiều nhất, ở với dân nhiều nhất, gắn bó cả một cuộc đời với dân. Có lãnh tụ nào mà đến với cơ sở, xuống nông thôn, về xã, tiếp xúc với bà con nông dân cơ sở 700 lần. Thì riêng ấn tượng ấy đấy, để các đồng chí học bác về dân vận, hãy đến với dân và vì dân. Hiểu dân bao nhiêu cũng là không đủ, mà chỉ xa dân một chút thôi đã là đáng chê trách rồi đấy các đồng chí. Nếu đúng như tinh thần của bác là như vậy. Cái năm 69 là năm chiến tranh rất ác liệt. Bác đi trong hoàn cảnh chiến tranh đang rất ác liệt. Cách mạng đang ở thời kỳ thử thách rất cam go như thế. Thời bây giờ chiến tranh, trên họp trung ương rất sớm, họp từ 5 giờ sáng, 4 giờ sáng. Quốc hội cũng vậy, đón và tiễn khách quốc tế cũng từ mờ sáng. Bác dậy từ 3 giờ sáng để tiễn khách quốc tế về nước, ra sân bay để tránh bom Mỹ như thế này. Hội nghị trung ương họp cũng từ 5 giờ sáng. Thế và bác lại là chủ tịch đảng, cho nên tất cả các hội nghị trung ương là bác chủ trì. Cùng chủ trì với bác là Tổng Bí thư Lê Duẩn. Thế cái ngày ấy, cái ngày mà quy định chữ di chúc trong trái tim bác này, bác mới chợt nhìn đồng hồ, thấy 9 giờ sáng. Bác nói ngay, các đồng chí trung ương nghỉ giải lao đã. Giải lao xong, chú Ba chủ trì thay cho bác. Chú Ba tức là Tổng Bí thư Lê Duẩn, bác gọi một bí danh mà, Ba Duẩn. Đấy. Bác phải về nhà có chút việc, mà không ai biết việc gì. Trong đảng lúc bây giờ chỉ có 2 người được biết thôi, là đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và đồng chí thư ký Vũ Kỳ biết là bác về để chữa di chúc. Chứ còn không ai biết cả. Đấy là lần chữa di chúc cuối cùng của bác, tháng 5 năm 69. Và bác viết di chúc vào giờ nào thì trái tim bác cũng ngừng đập đúng giờ đó, 9 giờ sáng. Thế còn trong thông cáo lễ tang đấy, đảng ta nói là bác mất vào 9 giờ 47 phút sáng. Thì mong các đồng chí hiểu rõ cho chỗ này này, 47 phút đó đấy, theo lời giải thích của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đó là cộng dồn tất cả những thời gian cấp cứu hồi sức liên tục cho bác mà tim bác không đập lại, mà đau đớn quá, xót xa quá mà nói là thôi, không làm nữa, để bác đi cho thanh thản. Thì kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 47 phút sáng, đảng lấy giờ đó để thông báo. Chứ còn thật ra tim bác ngừng đập từ 9 giờ sáng. 9 giờ sáng là giờ viết di chúc các đồng chí. Chữa di chúc 1 giờ, từ 9 giờ đến 10 giờ, thì cái giờ ấy là giờ bác đi đấy. Bác đọc tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 45. Để khai sinh dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì sau khi làm chủ tịch nước 24 năm liền, đúng mùng 2 tháng 9 năm 69, bác vĩnh biệt chúng ta. Như thế là ở bác đấy, viết di chúc giờ nào đi vào giờ đó, đọc tuyên ngôn độc lập ngày nào đi vào ngày đó. Trên thế giới này chỉ có 2 người thôi, 7 tỷ người trên trái đất chỉ có 2 người như vậy. Một là ông Tổng thống Mỹ tên là Joseph Jefferson. 2 là bác Hồ của chúng ta. Ông Joseph Jefferson là tác giả của tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ từ năm 1776 cơ. Ông làm Tổng thống mấy nhiệm kỳ của Mỹ, và ông cũng chút hơi thở cuối cùng vào đúng ngày quốc khánh của nước Mỹ lúc bây giờ. Đến người thứ hai là bác của chúng ta. Mà cái vĩ đại riêng ở bác, chỉ bác mới có thôi, là trước khi đi bác còn để lại di chúc. Bác cũng là tác giả của tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, bác là chủ tịch của nước Việt Nam, bác cũng đi vào ngày quốc khánh của Việt Nam. Nhưng hơn tất cả, chỉ có bác là lãnh tụ duy nhất trên đời này
mà trước khi đi để lại một tác phẩm vĩ đại, đó là di chúc mà bác khiêm tốn gọi là bức thơ. Thế tại sao chỉ có mấy trang giấy, có 1.000 chữ mà ta lại gọi là tác phẩm vĩ đại? Bởi vì tác phẩm vĩ đại là xét về tầm tư tưởng, về giá trị lý luận và thực tiễn, chứ không căn cứ vào dung lượng. Dung lượng thì có khi tác phẩm hàng vạn trang cũng chỉ là tác phẩm nhỏ, có khi chỉ mấy trang thôi, 1.000 từ thôi lại là một tác phẩm lớn. Hồ Chí Minh là như vậy. 1.000 từ mà tổng kết cả sự nghiệp cách mạng, 1.000 từ mà thâu tóm toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phong cách, mà gắn chặt số phận của mình với dân tộc, với đảng và nhân dân. Đấy. Đồng chí nào ở công tác trong ngành giáo dục này, ngành văn hóa này, ngành khoa học công nghệ này, là những người mà trực tiếp làm nghiên cứu đấy, thì các đồng chí nhớ cái phong cách của bác là thế này nhé. Người có khả năng nói những điều to lớn nhất bằng hình thức nhỏ bé nhất, lấy cái tối thiểu để tài một cái tối đa, lấy một cái ít nhất để nói một cái nhiều nhất. Chữ thì ít nhất mà nghĩa thì nhiều nhất. Chữ tức là hình thức vật chất, nghĩa là tư tưởng. Phong cách của bác là như vậy đấy. Ý tại ngôn ngoại, hàm xúc dư ba, tư tưởng thoát ra khỏi câu chữ. Cho nên về việc phương diện học bác đấy, các đồng chí nhớ là học bác vừa dễ mà vừa khó nhé. Dễ là bác rất giản dị, ai cũng hiểu. Khó ở chỗ bác rất sâu sắc và thâm thúy, không dễ gì một lần, một lúc mà hiểu hết về bác Hồ đâu. Cả cuộc đời mới thấu hiểu được. Đấy. Thậm chí đến mức phải hóa thân mới thấy được tầm vóc vĩ đại và cao thượng của bác. Mà mỗi chúng ta đều có cái phẩm chất đó đấy. Yêu bác, lòng ta trong sáng hơn, như Tố Hữu nói. Thế thì cái sự kiện bác chữa di chúc lần cuối cùng vào năm cuối cùng của bác để lại một ấn tượng không thể nào quên. Đấy. Bây giờ ta bắt đầu lần vào từng sự kiện một, mà xem những sự kiện đó lại gắn chặt với bác như thế nào. Mà giải phóng Điện Biên Phủ, thắng lợi Điện Biên Phủ, bác và Trung ương về Hà Nội, bác lại dừng chân ở núi Nghĩa Lĩnh Đền Hùng. Bác nói một câu đi vào lịch sử là các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Bác nói là trước đây khi cách mạng chưa thành công, hoạt động trong vòng bất hợp pháp, thì chúng ta chỉ có rừng và bóng đêm. Còn bây giờ cách mạng thành công, ta có ngày, có trời, có đất, có biển. Đấy. Một tấc đất, một tấc biển của ông cha không được phép suy xuyển. Đấy là mệnh lệnh thiêng liêng của Tổ quốc, là thông điệp của lịch sử mà qua phát ngôn của bác. Trọng trách bây giờ là phải giáo dục lòng yêu nước, ý thức dân tộc cho toàn dân, nhất là cho các thế hệ trẻ, để thực hiện cho được lời của bác, độc lập tự do là như vậy. Nếu có điều kiện, các đồng chí ra thăm đảo Cô Tô này, đảo Cô Tô trong địa phận Quảng Ninh ấy, qua huyện Vân Đồn, qua biển đến đảo Cô Tô. Tại sao mà lúc 70 tuổi bác của chúng ta đã đến Cô Tô? Năm 1960 các đồng chí, bác 70 tuổi. Đại hội 3 cũng năm đó, bác đã có mặt ở đảo Cô Tô lúc đó. Lúc bây giờ toàn đảo có chưa đầy 2.000 dân. Thế mà bác nói chuyện mà đồng bào không ai hiểu cả, không ai nghe được. Hóa ra toàn người Hoa các đồng chí. Và bác lập tức nói tiếng Hoa ngay. Bác là một thiên tài về ngoại ngữ. Ngoại ngữ nào bác cũng biết, mà toàn tự học cả, chứ làm gì được học bài bản trường lớp như chúng ta bây giờ đâu. Riêng chỗ này các bạn trẻ này học bác suốt đời nhé, về nghị lực học tập của bác. Đấy, ngoại ngữ là như vậy. Bác nói bằng tiếng Hoa thì đồng bào hiểu hết. Hóa ra là lúc bấy giờ trên đảo Cô Tô toàn người Hoa. Đấy, mà chưa đầy 2.000 người. Còn bây giờ đảo Cô Tô đã lên tới 6.000 người, 6.000 dân. 6.000 dân là một cái xã nhỏ của đồng bằng thế này thôi. Nhưng mà với đảo Cô Tô là một hòn đảo chiến lược, 6.000 dân mà tồn tại như một huyện hoàn chỉnh, có thị trấn, có
có tất cả các bộ máy cơ quan đoàn thể như chúng ta và dân chỉ có 6.000 người. Còn du lịch đương nhiên là rất đông vào cái mùa du lịch. Đấy. Bây giờ là một vấn đề chiến lược. Ở đây có hai chi tiết cần phải giải thích. Ta ra đảo Cô Tô ta thấy có tượng đài của Bác. Bác là người khiêm tốn cả đời, không bao giờ nói về mình. Thế mà đến đảo Cô Tô, Bác đồng ý cho dựng tượng. Từ năm 60 các đồng chí nhé. Còn bây giờ đấy, nếu ta ra đảo Cô Tô để thắp hương tưởng niệm Bác, thì ta còn thấy có cả nhà thờ nữa. Đồng chí nào đã ra thì đều biết, cái nhà thờ đó có hai cái câu đối rất quan trọng. Các đồng chí có thể thuộc lòng được. Tận chung với nước, xã Tắc Sơn Hà là thiêng, thiêng liêng đấy, xã Tắc Sơn Hà tức là chủ quyền. Một bên là tận hiếu với dân, độc lập tự do là quý. Câu của Bác đấy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Thì ta mới hiểu được là nguyên thủ quốc gia có mặt ở đó, tức là khẳng định độc lập chủ quyền của tổ quốc, của quốc gia. Tầm nhìn chiến lược của Bác. Cái sự kiện thứ hai, sự kiện này đặc biệt cảm động, liên quan trực tiếp đến Bác, cả về tư tưởng lẫn cái tác phong sinh hoạt đời thường. Đó là sự kiện tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, cách đây 50 năm. Lúc tổng tiến công Mậu Thân, Bác đã 78 tuổi. Năm sau 69 thì Bác đi. Đấy. Mà lúc tổng tiến công Mậu Thân năm 68 cũng tức là Bác đã viết xong di chúc từ lâu rồi, nhưng mà bí mật hoàn toàn không ai biết. Năm 65 đã viết di chúc rồi. Mà Đảng ta đã hứa với Bác là quyết tâm giải phóng miền Nam, để thỏa lòng mong ước của đồng bào và cũng là mong ước của Bác. Vì Bác bao nhiêu lần đề nghị Trung ương cho Bác đi miền Nam mà không ai dám giải quyết. Ngay Tổng Bí Thư là người cao nhất cũng không dám quyết. Ai dám đảm bảo an toàn cho Bác trong hoàn cảnh bom đạn như thế ở chiến trường. Bác cứ thiết tha đề nghị là không để Bác đi xa. Đi xa tức là tít tận cực Nam, miền Nam Bộ, Cà Mau. Thì cho Bác đi gần vậy. Đi gần tức là cái vùng giới tuyến Quảng Trị, Vĩnh Linh. Không để Bác đi dài ngày, cho Bác đi ngắn vậy. Mà cần nữa các chú cứ để Bác hóa trang. Bác hóa trang rất giỏi, không sợ lộ đâu. Đấy. Bác động viên an ủi chúng ta như vậy. Chứ thật ra đời Bác bao nhiêu lần bị lộ chứ các đồng chí. Vào tù ra tội, Bác có cả án tử hình vắng mặt cơ mà. Vào tù ra tội bao nhiêu lần. Nhất là 14 tháng tưởng dưới thạch giam cầm Bác ở Quảng Tây, đưa Bác đi 30 nhà tù đầy ải Bác cùng cực, mà Bác vẫn có thể làm thơ trong nhà tù được, thì đấy là một điều phi thường. Cho nên Bác bảo Bác hóa trang, đấy là Bác an ủi động viên chúng ta thôi, chứ không thể đi được. Bác còn thiết tha đề nghị là các chú cần Bác gì thì cứ nói để Bác chuẩn bị, hay là cho Bác cạo nốt râu đi vậy. Bác để râu các đồng chí. Đồng chí Lê Duẩn bám vào cái chi tiết này, nói ngay với Bác là thưa Bác không được đâu, chòm râu của Bác đi vào lịch sử rồi. Ôi chòm râu mát rượi hòa bình, thơ Tố Hữu ta đã học cả rồi. Bây giờ Bác cạo râu đi thì ai nhận ra Bác là ai? Thôi Bác cứ yên lòng chờ đợi, chúng tôi hứa với Bác đánh nhanh đánh giỏi để giải phóng sớm, để kết thúc chiến tranh sớm, để thỏa lòng mong ước của đồng bào và của Bác nữa. Chứ còn để Bác đi thì không ai dám giải quyết đâu. Phải nói thẳng cho Bác như thế. Bác sang Trung Quốc chữa bệnh lần cuối cùng. Lần cuối cùng. Mà Bác vẫn điện về cho Tổng Bí Thư Lê Duẩn. Bác nói là ở Trung Quốc về, sức khỏe của Bác chắc là tốt hơn. Thì chú bàn lại với Trung ương cho phép Bác đi miền Nam. Càng sớm càng tốt. Bác gạch dưới cái từ càng sớm càng tốt. Trong cái bức thư Bác viết. Tại sao lại như vậy? Bác đau tim nặng như thế. Bác biết là cũng không thể sống lâu được. Cho nên đi để có lời chào trước với đồng bào. Mà không ai dám giải quyết. Đồng chí Lê Duẩn nhận được thư của Bác. Đã trả lời Bác kiên quyết như thế này này. Tôi xin thay mặt Trung ương hứa với Bác. Giải phóng miền Nam xong.
sau khi đã giải phóng miền Nam xong, lập tức bố trí để bác đi thăm đồng bào ngay, để bác yên tâm. Ai ngờ đâu bác lại có thư trả lời. Đây là bức thư cuối cùng của bác, vẻn vẹn có mấy câu thôi. Bác bảo bác đồng ý với chú, bác chỉ xin chú chữa cho bác một chữ thôi, chữa chữ sau thành chữ trước. Hứa là sau giải phóng miền Nam, bác đòi là phải trước giải phóng miền Nam. Đấy. Thì ta mới càng thấy thêm cái ý chí, tình cảm và quyết tâm của bác. Cho nên chính vì thế mà cái sự kiện tổng tiến công Mậu Thân rất vĩ đại, oanh liệt. Lẽ ra là toàn thắng từ năm đó. Mà không xong được. Phải đến tận 30 tháng 4 năm 75 mới xong, thì bác đã đi mất 6 năm. Sở dĩ không xong được là do nhiều lý do, nhiều nguyên nhân. Nhưng trong đó các đồng chí đừng quên có một nguyên nhân rất là trực tiếp. Bên thềm tổng tiến công Mậu Thân thì xảy ra cái chết đột ngột của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, 53 tuổi. Người mà có thể nói là linh hồn của chiến trường miền Nam, mất trong một cơn đau tim đột ngột, nhồi máu cơ tim, mất trong một cái đêm hè nóng bỏng, người ta gọi là đêm hè định mệnh. Thế mà tổng tiến công đến nơi rồi, đại tướng mất vào tháng 7 năm 67. Bên thềm tổng tiến công, bác đau đớn lắm. Và bác đau tim rất nặng từ hồi đó đấy. Các đồng chí có nhớ cái chi tiết thơ Tố Hữu là chuông ơi, chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn không? Phải treo một quả chuông nhỏ trước cửa phòng bác, để ai vào làm việc chuông reo bác đỡ giật mình. Đau tim như thế. Và đặc biệt nữa này, sau khi bác mất, chuông không reo, đèn không sáng, rèm cửa khép lại đầy tang tóc. Đấy. Thì cái sự kiện tổng tiến công Mậu Thân là vĩ đại như thế. Trong khi toàn chiến sĩ miền Nam nổ súng, nhất là ở cái tòa đại sứ Mỹ đấy, rung chuyển cả miền Nam đến này, thì bác hồi hộp lắng nghe tiếng súng từ chiến trường miền Nam, lắng nghe tin chiến thắng dội về. Bác có một thói quen làm thơ chúc Tết, chúc mừng năm mới xong bao giờ cũng tặng đồng bào chiến sĩ chúng ta bằng thơ chúc Tết năm mới. Còn từ khi bác mất thì không còn thơ chúc Tết nữa, chỉ có thơ chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước thôi. Vì bác là một nhà thơ. Cái bài thơ bác viết mừng năm mới năm 68, năm có sự kiện Mậu Thân tổng tiến công đấy, là một bài thơ đặc biệt. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Câu cuối cùng ấy, không còn là thơ nữa đâu, câu cuối cùng là mật lệnh đấy. Nổ súng vào cái giờ dê, toàn chiến trường miền Nam rung chuyển để tiến lên toàn thắng ắt về ta. Trong cái không khí linh thiêng như thế, bác của chúng ta bỗng thèm lắm một điếu thuốc lá mà không có. Bác bỏ thuốc lá được 3 năm rồi. Bắt đầu viết di chúc là bắt đầu bỏ thuốc lá. Bây giờ tổng tiến công Mậu Thân là 3 năm. Thèm lắm một điếu thuốc lá mà không có. Một ly rượu nhỏ cũng không có, vì bỏ hết rồi. Bỏ bằng ý chí và nghị lực, bỏ theo lời khuyên của thầy thuốc, theo đề nghị của Trung ương, chứ còn bác thèm lắm. Bác là một con người, chứ không phải bậc thánh gì đâu các đồng chí. Đấy. Bác làm thơ đấy các đồng chí nhé. Các đồng chí không chỉ thuộc thơ của bác năm mừng năm mới đâu, ta phải thuộc những bài thơ của bác về thuốc lá. Đấy. Bác có 2 bài thơ viết về thuốc lá. Bài thứ nhất là viết bằng chữ Việt, tiếng Việt. Bài thứ hai là bằng tiếng Hán. Ta dịch ra là một kiệt tác văn chương. Nhớ. Thuốc không, rượu chẳng có mừng xuân. Bỏ hết rồi mà. Bỗng chốc thi nhân hóa tục nhân. Không có thuốc, không có rượu, mất hết cảm hứng của nhà thơ. Chỉ còn người trần mắt thịt thôi. Cho nên là bỗng chốc thi nhân hóa tục nhân. Mơ thấy thuốc thơm và rượu ngọt, tỉnh ra thêm phấn chấn tinh thần. Con người bác như thế. Bác tâm sự với chúng ta là bác ngủ, bác còn nằm mơ thấy thuốc lá. Đấy.
Và bài thơ đó là như vậy. Còn bài chữ Hán này là tam niên bất ngật tiểu suy yên, nhân sinh vô bệnh thị thần tiên, hỷ tín nam phương liên đại thắng, nhất niên tứ quý đổ xuân thiên. Ta dịch ra là thuốc kiêng rượu cữ đã 3 năm, không bệnh là tiên sướng tuyệt trần, mừng ấy miền Nam vui thắng lớn, 1 năm là cả 4 mùa xuân. Tâm hồn bác như vậy, đúng như Phạm Văn Đồng nói đấy, người có một tâm hồn lộng gió 4 phương thời đại là như vậy. Xung quanh câu chuyện thuốc lá của bác rất nhiều điều cảm động. Điều thứ nhất là khi mà chúng ta khuyên bác bỏ thuốc vì bác bị bệnh phổi, các đồng chí, đêm bác ho nhiều lắm. Bác bị bệnh phổi là do thời châu Âu rét lạnh như vậy. Bác đi viếng Lenin ở Moscow về, bác xưng phổi. Rồi trong nhà tù ở Hương Cảng, Hồng Kông, rồi 14 tháng ở tù ở Quảng Tây, gian lao như vậy, bác bị bệnh phổi. Bây giờ tuổi già nó phát lại, bác ho nhiều lắm. Cho nên Trung ương thương bác, đề nghị bác bỏ thuốc. Các thầy thuốc cũng khuyên bác bỏ thuốc. Ông Vũ Kỳ cũng vậy. Bác trả lời thế nào? Bác bảo các chú cho bác bỏ dần có được không? Đấy là phong cách, đấy là con người đấy các đồng chí. Nếu bảo bỏ ngay thì nó là một điều chủ quan duy ý chí. Bỏ dần có được không? Bác hút ít đi rồi cuối cùng kiên quyết không hút nữa đấy. Nhưng mà thèm thì rất thèm, thèm đến mức ngủ còn nằm mơ thấy cơ mà đấy. Và bác tâm sự thật thế này này, bác chỉ có nhị vật này thôi. Nhị vật tức là 2 thứ, rượu và thuốc lá. Bây giờ các chú bảo bác bỏ hết thì bác còn gì nữa đâu. Con người bác như thế đấy các đồng chí nhé. Các đồng chí nam giới hút thuốc lá thì mới thương bác, đúng không? Đặc biệt nữa này, khi mà bác bỏ thuốc lá rồi thì đồng bào miền Nam ở tít xa xôi trong kia có biết là bác bỏ thuốc lá đâu, lại gửi tặng bác cái gạt tàn thuốc lá làm từ xác máy bay các đồng chí. Đẹp lắm, công phu lắm, của đồng bào Đồng Nai Biên Hòa đấy. Thế mà nhận được quà của miền Nam, bác xúc động lắm. Bác gửi ngay sang tặng Fidel. Fidel Cuba là hút xì gà các đồng chí, tặng Fidel. Còn bác không hút nữa đấy. Còn lúc sống đấy thì bác vẫn thường nhận được quà của Fidel là cái loại xì gà đặc biệt đấy. Nhưng bác có dùng đâu, bác biếu hết, biếu các đại sứ hết. Là thế đấy các đồng chí. Thế thì chúng ta mới biết thêm được một chi tiết này này, là bác lại có một bác sĩ riêng. Trong số bác sĩ chăm sóc hàng ngày thì có một bác sĩ đặc biệt là Nhữ Thế Bảo. Sau này là đảng ta cử sang Liên Xô học một lớp bí mật đào tạo cấp tốc về giữ gìn thi hài đấy các đồng chí. Đấy. Thế thì cụ thân sinh ra bác sĩ đấy, tuổi cao và chỉ có một nguyện vọng là được ra thăm Hà Nội để một lần đến chào bác. Bác biết bác cảm động lắm, bác cho mời cụ ra thăm ngay. Và bác dặn văn phòng làm cơm để bác tiếp cụ. Bác chu đáo thế mà. Bác còn dặn là cho bác một chai rượu, một bao thuốc để bác tiếp cụ, chứ bác cũng không dùng đâu. Đấy. Bác phải nói vậy để chúng ta yên tâm mà các đồng chí. Đấy. Thế là lúc vào bữa ăn, bác nói thế này này, xin cụ cứ dùng nhị vật này cho tự nhiên. Còn tôi, các bác sĩ không cho dùng nhị vật nữa của. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn được thưởng thức ở trong mơ. Bác nằm mơ ngủ thấy là thế đấy các đồng chí. Đấy. Ai cũng thương bác. Đồng chí nào ở Hưng Yên cơ thì mới cảm động này. Bởi vì có cái chi tiết này này. Bác mời một cụ già ở Hưng Yên hút thuốc lá với bác. Khi bác còn chưa bỏ thuốc ấy. Mà cụ cầm cái điếu thuốc bác đưa mà giữ gìn linh thiêng như một kỷ vật. Cố hút đâu để dành. Đến khi nghe tin bác mất, khóc giàn giụa và đặt cái điếu thuốc đó trên bàn thờ, thắp hương để khóc bác. Cái chi tiết thuốc lá là như vậy. Mà Trung ương biết được tin này, tức là biết rằng bác vẫn rất thèm, cho nên mới bàn với nhau phải có một nghị quyết về thuốc lá của Hồ Chí Minh. Gọi là nghị quyết cho nó sang trọng, chứ thật ra là một lời giao hẹn với nhau. Nội dung tức là cấm tuyệt đối, từ người cao nhất đến nhân viên phục vụ, không được ai hút thuốc lá trước mặt bác. Để bác bỏ cho nó dễ các đồng chí, cho nó nhanh này. Đấy.
thương bác mà ai cũng đồng ý, thông qua rất nhanh, mà lại còn thống nhất với nhau là tuyệt đối bí mật, không nói ra ngoài để bác biết bác buồn. Thế chúng ta có một cái thực tế này rất là đáng suy ngẫm này. Ở Việt Nam ấy, nghị quyết thông qua rất nhanh các đồng, nhưng mà thực hiện thì rất khó. Bao giờ cũng thế nhé, từ cái việc này trở đi. Bởi vì làm việc cả ngày với bác mà bây giờ không được hút thuốc cho nên khó chịu lắm. Mà đã hứa rồi cho nên thực hiện, mà lại không nói ra ngoài để bác biết bác buồn. Có ai nói đâu mà bác biết hết. Bác quan sát rất nhanh, bác phát hiện ra ngay. Bác nghĩ là ngày thường sao mà các vị hút lắm thế, mà mấy ngày hôm nay trong phòng không có một làn khói nào, nhưng mà nhìn mặt thì vị nào cũng có buồn buồn cả. Thèm thuốc quá có cái gì đâu các đồng chí, con người cả chứ có phải thánh thần gì đâu. Thế là bác mới gọi ông Vũ Kỳ ra các đồng chí. Ông Vũ Kỳ tôi đã nói là thư ký đấy. Nhưng các đồng chí nhớ cái chi tiết này rất là lý thú này. Chuyên môn thì ông Vũ Kỳ không giữ chức vụ gì đâu. Mãi sau này Trung ương mới bổ nhiệm làm giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh khi bác mất rồi. Chứ còn suốt đời không làm chức vụ gì. Đấy là chuyên môn. Còn trong đảng thì khác đấy. Trong đảng ông Vũ Kỳ còn là cấp trên của bác. Ông Vũ Kỳ là bí thư chi bộ không mà bác là đảng viên thường thôi. Dù trong toàn đảng thì bác là lãnh tụ. Đấy. Mà bác chấp hành chi bộ nghiêm chỉnh lắm đấy các đồng chí nhé. Thì họp nè, đóng đảng phí nè, đi vắng thì xin phép nè, đủ hết. Ông Vũ Kỳ là bí thư chi bộ của bác đấy nhé, mà bác là đảng viên. Nhưng mà trong chuyên môn là giúp việc bác. Thế là bác gọi ông Vũ Kỳ ra, bác bảo chú Kỳ, bác có một việc riêng muốn nhờ chú, chẳng hay chú có giúp bác được không? Các đồng chí liên tưởng ngay vấn đề dân chủ nhé. Phong cách nổi bật của bác là dân chủ. Ở đỉnh cao quyền lực mà không ra lệnh, chỉ xin thôi, chỉ gợi ý thôi. Đấy. Ông Vũ Kỳ hồn nhiên lắm, chưa biết đầu đuôi ra làm sao cả, đã hứa rồi. Bác cứ nói cháu làm ngay lập tức. Bác bảo bác xin chú bao thuốc có được không? Thế bây giờ mới khó đấy các đồng chí này. Một là đã hứa với bác rồi, bây giờ không đưa cho bác thì rất là áy náy. Đưa cho bác thì lại bị Trung ương phê bình kỷ luật. Vì Trung ương đã chỉ thị là cấm không được để bác hút thuốc cơ mà. Bây giờ biết làm thế nào? Cứ đánh trống làng cho bác quên đi. Bác có quên đâu. Bác bảo là bác xin chú bao thuốc, chú nghe có được rõ không? Thế cơ mà. Bác giải thích là bác không hút đâu, nhưng bác có việc cần lắm, có giúp bác được không? Bác dân chủ thế đấy các đồng chí. Chứ bảo đi lấy bao thuốc thì ta đi lấy ngay chứ. Ở cương vị bác, chủ tịch nước, chủ tịch đảng cơ mà. Đỉnh cao quyền lực là bác chứ. Không, chỉ xin thôi. Đi miền Nam cũng thế chứ. Bác xin phép Trung ương chứ bác có đi đâu. Chứ bác có ra lệnh để bác đi đâu. Dân chủ là nét đặc sắc của bác. Mà ta phải học bằng được, nhất là người đứng đầu các đồng chí nhé. Tất cả các đồng chí chủ chốt ở đây đứng đầu, học bằng được cái phong cách dân chủ của bác. Người ta gọi đó là cái cẩm nang. Đấy là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Thế là ông Vũ Kỳ được bác giải thích như vậy, thế là yên tâm quá, đi lấy thuốc ngay cho bác. Hôm sau họp bộ chính trị, họp ban bí thư, bác chủ trì, bác bóc sẵn bao thuốc lá, bác mời từng người một, còn bác không hút. Mà thời bấy giờ nó giản dị lắm chứ không như bây giờ đâu các đồng chí. Làm gì có hội trường sang trọng như thế này, họp ngay dưới cái tầng trệt nhà sàn của bác. Cái bàn dài thế này này, kê mấy cái ghế đó, bộ chính trị họp hàng ngày với bác ở đấy. Bác bảo thế nào, bác biết cái nghị quyết của các chú rồi. Bây giờ bác mời các chú hút thuốc. Bác mong các chú cứ thoải mái tự nhiên như trước đi. Đừng vì bác mà khổ thế. Bác đã hứa với Trung ương với các chú là bỏ thuốc. Bác kiên quyết bỏ, còn các chú cứ thoải mái tự nhiên đi. Bác rút từng điếu một đưa cho từng người, ai cũng cảm động, có người khóc rồi. Mà chỉ vì cái tác động tâm lý đó mà sau này nhiều nhà lãnh đạo bỏ thuốc lá không hút nữa. Đấy. Ảnh hưởng của bác từ việc nhỏ đến việc lớn như thế đấy các đồng chí. Riêng các đồng chí bác sĩ, sau khi bác bỏ thuốc, lập tức khám bệnh lại cho bác, thì mới xót xa chứ. Ai ngờ đâu từ ngày bỏ thuốc bác lại yếu hơn các đồng chí. Thế là đến báo cáo Trung ương. Trung ương rất lo không biết làm thế nào.
Trung ương mới bảo là hay là mời bác hút lại vậy. Đấy, đấy con người bác là như thế đấy các đồng chí nhé. Cho nên đừng bao giờ nghĩ bác là thần thánh cả. Thế mà đến xin phép bác, mời bác hút lại tự nhiên đi. Chỉ cần bác hút ít thôi. Bác bảo không. Bác cảm ơn các chú. Bác thèm lắm. Bác không giấu cái điều đó, bác thèm lắm. Nhưng bác đã kiên quyết bỏ thì bác sẽ bỏ. Đã hứa bỏ là kiên quyết bỏ. Đấy. Phong cách đấy các đồng chí. Nhất quán giữa nói và làm đấy. Từ việc nhỏ đến việc lớn. Đấy, các đồng chí, nhất là các bạn trẻ, học bác từ những điều đơn sơ như vậy đi. Chứ cũng không có cái gì to tát đâu. Mà được như thế là quý lắm rồi. Mỗi ngày làm một việc tốt, thế là quý rồi. Mỗi ngày bỏ được một cái điểm xấu, thế là quý lắm rồi. Học bác thiết thực như vậy đấy các đồng chí. Từ những cái câu chuyện đời thường như thế. Thì đây là sự kiện tổng tiến công Mậu Thân nhé. Năm 69 vẫn có thơ chúc Tết. Và đây là bài cuối cùng. Bài này vẫn tin tưởng, vẫn lạc quan. Nhưng đã mang một cái gì đó dằn vặt, lo lắng, xót xa. Vì bác cũng linh cảm thấy sự sống không còn bao lâu nữa. Cái bài thơ năm 69 bác viết thế này các ông chí này. Năm qua là Mậu Thân đấy. Thắng trận vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to, chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, vui nào vui hơn. Vẫn lạc quan, vẫn tin tưởng, nhưng đã có cái gì dằn vặt lo lắng. Trong bài thơ này có một câu quan trọng mà chúng ta ít để ý này. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, không đổ máu các đồng chí. Đánh sập ý chí của nó thôi, buộc nó cút về nước thôi. Đánh đổ Ngụy quyền tay sai thôi, càng ít đổ máu càng tốt. Một câu thôi mà thấm đẫm chất nhân văn. Đấy. Cho nên là có một vị chỉ huy quân sự cao cấp đấy, tướng lĩnh đấy, đến báo cáo với bác rất say sưa là: thưa bác, chúng ta đánh thắng một trận rất đẹp. Bác bảo đẹp như thế nào? Bảo thưa bác, giết được rất nhiều giặc, bắt sống được rất nhiều tù binh, cướp được rất nhiều súng ống chiến lợi phẩm. Bác nghe xong bác nói ngay: chết nhiều người như vậy mà chú gọi là đánh đẹp sao? Đấy là các chú đánh giỏi thôi, đổ máu không thể gọi là đẹp được. Đấy. Bác nói là đã là máu thì máu nào cũng đỏ, đã là nước mắt thì nước mắt nào cũng mặn, có vị muối mà các đồng chí. Đấy. Câu ấy chứng tỏ rằng đời của bác đấy, bác đọc thiên kinh vạn quyển, 30 năm ở nước ngoài, bác tiếp thu tri thức cả đông tây kim cổ. Câu tôi vừa dẫn ấy, câu ấy là câu của Kinh Thánh đấy các đồng chí nhé. Đã là máu thì máu nào cũng đỏ, đã là nước mắt nào cũng mặn. Da vàng, da trắng, da đen cũng vậy thôi. Ngay cả những tên xâm lược mà chết trên chiến trường của chúng ta đây, bác cũng ái ngại chứ. Vì nó là con người cơ mà. Nếu không có dã tâm xâm lược của những cái kẻ cầm đầu bên họ, thì làm gì những thanh niên trai tráng này phải chết thảm hại nơi đất khách quê người, để lại cái đau cho bà mẹ, cho người vợ quá chứ. Bác xót xa lắm. Chứ đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, chính là thể hiện tầm tư tưởng vĩ đại, là chủ nghĩa nhân văn cao thượng của Hồ Chí Minh. Cái chi tiết này được Việt Phương nhắc lại trong cái chùm thơ để tang bác khi bác mất. Lúc bác mất, Việt Phương có 40 tuổi. Việt Phương là suốt đời làm thư ký cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cũng như Vũ Kỳ suốt đời làm thư ký cho bác đấy. Mà đồng chí Việt Phương đã hơn 90 tuổi với mất, đã về với bác rồi, bây giờ không còn ai đâu. Những cái nhân chứng lịch sử hầu như đi hết cả rồi. Việt Phương lúc bây giờ là một nhà thơ, một nhà lý luận 40 tuổi. Ông viết thế này này: bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp. Con xóa chữ đẹp đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con. Để nói rõ cái tầm tư tưởng của bác. Đấy. Thì năm 69 cái bài thơ ấy đáng để chúng ta suy ngẫm.
Bác còn tiếp đoàn đại biểu miền Nam ra thăm miền Bắc đúng mùa xuân năm 69, cái Tết cuối cùng của bác. Bác sĩ Phùng Văn Cung dẫn đầu đoàn đại biểu miền Nam, mà bác ôm lấy bác khóc. Bác nói là miền Nam trong trái tim tôi. Bác nói thế này này, đối với đồng bào miền Nam, có nói trăm câu, nghìn câu, vạn câu cũng là không đủ. Hôm nay các vị ra đây đại diện cho miền Nam, tôi chỉ xin phép nói một câu thôi. Một câu, tức là cái câu thơ bác đọc. Bao giờ Nam Bắc một nhà, Việt Nam đại thắng, chúng ta vui mừng. Đấy là câu thơ cuối cùng của bác. Bác sĩ Phùng Văn Cung khóc, cảm động quá. Và trước khi chào từ biệt bác để trở về chiến trường miền Nam, có đến gặp Trung ương. Gặp Trung ương, chỉ xin Trung ương một điều là mong Trung ương hết lòng chăm sóc bác, để bác được mạnh khỏe sống lâu, để đồng bào miền Nam còn có dịp ra thăm bác, được nhìn thấy bác. Mà có người cả đời chỉ mong có điều đó thôi mà không được. Thế thì có ngờ đâu chỉ mấy tháng sau lại băng rừng vượt núi ra Bắc, đẫm nước mắt, đeo cái băng tang nửa đỏ nửa đen trên ngực để chở tang bác. Đấy, các đồng chí. Đấy là năm 69. Đấy là sự kiện thứ hai Mậu Thân nhắc chúng ta học tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác. Năm nay các đồng chí công an 70 năm đón lời bác dạy, 6 điều bác dạy công an. Tôi đọc để tất cả chúng ta cùng nghe, đồng chí nào là công an hay là có người nhà làm công an cũng vậy thôi. Với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải, đồng sự là đồng nghiệp như chúng ta đây, phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Các đồng chí về đọc lại nhé, các đồng chí đếm được đúng 51 chữ, 6 điều bác dạy, 51 chữ mà nó hiện hình lên cả một lý luận về xây dựng công an cách mạng. Mà bây giờ 5 tháng trôi qua đi, ta mới nhận ra là đấy là dạy chung cho tất cả cán bộ đảng viên chúng ta, không riêng gì công an đâu. Công an chỉ là nòng cốt thôi. Đấy. Ai cũng cần 6 điều đó. Bác viết 6 điều này trong một bức thơ, bác gửi cho một người tên là Hoàng Mai. Ông Hoàng Mai, ông ấy là giám đốc công an của khu 12. Khu 12 là địa giới chia ra trong thời kháng chiến. Khu 12 nó kéo dài trên 7 tỉnh, từ Bắc Giang đến tận Quảng Ninh. Ông Hoàng Mai làm giám đốc công an không phải một tỉnh đâu, như là đồng chí giám đốc công an tỉnh ta đây này, thế là một tỉnh thôi. Giám đốc công an của 7 tỉnh cơ. Mà Hoàng Mai có bao nhiêu tuổi các đồng chí? 26 tuổi. Bác dùng người như thế đấy các đồng chí nhé, 26 tuổi. Bác có một bản lĩnh dùng người là không đảng viên mà bác vẫn bố trí chức vụ quan trọng, thậm chí quan trọng nhất đến tận chủ tịch nước cơ mà. Chủ tịch nước cũng có đảng viên đâu, cụ Huỳnh Thúc Kháng đấy. Bộ trưởng thời bác hầu hết ngoài đảng. Thậm chí là không đảng viên mà bác phong nhân vật số 2 trong quân đội là ông Trung tướng Nguyễn Bình. Trung tướng Nguyễn Bình, trung tướng đầu tiên của nước Việt Nam, đại tướng đầu tiên là Võ Nguyên Giáp, trung tướng đầu tiên là Nguyễn Bình, người Hưng Yên đấy các đồng chí. Tháng 7 này này, tỉnh ủy Hưng Yên sẽ kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh của Trung tướng Nguyễn Bình, trung tướng huyền thoại. Huyền thoại như Võ Nguyên Giáp vậy, chỉ có một mắt thôi, gọi là độc nhãn tướng quân. Bởi vì ông ấy là theo Quốc dân đảng trước đây, lúc còn trẻ, thanh niên. Nhưng ông nhận ra là đảng Quốc dân đảng là một cái đảng phiêu lưu, tư sản không ăn thua. Ông ấy ly khai Quốc dân đảng và ông chuyển sang đảng Cộng sản. Thế mà nó trả thù, nó chọc thùng một mắt trái đấy này, còn có một mắt thôi, gọi là độc nhãn tướng quân. Mà không đảng viên, bác vẫn cử làm tư lệnh chiến trường Nam Bộ. Chỉ một người như Nguyễn Bình mới giải quyết được câu chuyện đó. Bác chọn người tinh tế lắm các đồng chí.
ai lọt vào mắt xanh của bác đều là nhân cách lớn, trí tuệ lớn cả. Đảng ta bây giờ học thế nào để học cho được cái bài học này của bác? Dùng người cho đúng, đúng người hiền tài thì đất nước mới phát triển được. Ông cha ta gọi là chọn mặt gửi vàng, không có gửi trứng cho ác là thế. Thì bác là một tấm gương. Thì ta trở lại cái câu chuyện mà bác Phong 6 lời dạy công an như vậy, giao cho một người là giám đốc công an 7 tỉnh có 26 tuổi mà trong bức thư đó dạy toàn bộ chiến sĩ công an 6 điều đó: đức tài, chính trị, đạo đức, chuyên môn phải như vậy. Ông Hoàng Mai sau này được phong tướng và ông ấy đã từng làm giám đốc Học viện An ninh Quốc gia. Ông ấy thọ được 82 tuổi mới về với bác không? Thế vừa rồi ta kỷ niệm rất trọng thể 70 năm đón thư của bác gửi ngành công an. Ta khắc bia kỷ niệm ở Tổng Hành dinh Công an kháng chiến ở Nhã Nam Bắc Giang ấy. Đấy. Tất nhiên, năm nay riêng công an ấy, vừa vui mà lại vừa buồn. Bởi vì đón 6 điều bác dạy công an là một kỷ niệm rất lớn. Nhưng mà đau đớn ở chỗ là cùng một lúc bắt một loạt tướng lĩnh công an. Trung tướng Tổng Cục trưởng Cảnh sát Phan Vĩnh đã từng là anh hùng lực lượng vũ trang. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao, mà cuối cùng thì đi đánh bạc xuyên quốc gia. Và một ông trung tướng nữa, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo mà cũng dính vào cái vụ cờ bạc này. Bắt đúng ngày 11 tháng 3 là ngày kỷ niệm 6 điều bác dạy công an đấy. Thì đấy là cái điều mà đau đớn chứ. Quân đội cũng thế. Sau đó là hai đại tá, tức là cán bộ cao cấp quân đội, bắt giam ngay để điều tra về vấn đề tham nhũng trong một cái tập đoàn kinh tế của quân đội. Đấy, tập đoàn Thái Sơn các đồng chí. Tôi nêu như vậy để các đồng chí hiểu rõ cho vì sao mà bây giờ đảng ta nhấn mạnh đạo đức, mà theo đạo đức Hồ Chí Minh là thế đấy, thì đảng mới trong sạch vững mạnh được. Đau đớn mấy cũng phải chấp nhận để giữ cho toàn bộ chế độ này đứng vững và đảng trong sạch vững mạnh. Không có gì khác cả, mà sâu xa là chỉ vì bảo vệ dân thôi. Đảng còn thì cuộc sống của dân còn, mà đảng có mệnh hệ gì mà vì một cái gì đó đấy, xảy ra đau lòng thì coi như là cuộc sống chúng ta cũng không còn đâu. Đấy. Vì thế mà phải giữ vững cho được cái đảng này, và vì dân mà giữ đảng. Thì năm nay 6 điều bác dạy là như vậy. Thế còn 70 năm bác phong hàm đại tướng cho Võ Nguyên Giáp thì sao? Nếu đại tướng còn sống đến bây giờ, đại tướng sẽ kỷ niệm 70 năm ngày nhận lon đại tướng. Mà đại tướng về với bác lúc 103 tuổi, cách đây đã 5 năm rồi. Đấy. Đặc biệt nữa, bác phong một lần lên thẳng đại tướng. Thế mới độc đáo chứ các đồng chí. Từ chỉ huy du kích lên thẳng đại tướng. Mà cách nhau có 4 năm thôi các đồng chí nhé. 1944, lúc đại tướng 33 tuổi. Gọi là đội trưởng đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ở Việt Bắc đấy. Đúng không? Mà không có một ngày nào huấn luyện quân sự đâu. Ông có một thiên tài về ngoại về quân sự. Bác dặn là người trước súng sau. Quan trọng nhất là con người, có dân thì sẽ có súng đạn, dân giúp cho, người trước súng sau, chính trị trọng hơn quân sự. Trong hoàn cảnh đó, chính trị trọng hơn quân sự. Sau này bác viết là chính trị là linh hồn, chuyên môn là thể xác. Thế mà ra trận đánh thắng ngay từ đầu để tạo khí thế, chuyên chỉ đạo cho Võ Nguyên Giáp, cho binh sĩ 34 bộ đội đầu tiên đọc 10 lời thề danh dự rồi bắt đầu đánh chiếm Đồn Bốt ngay. Đấy. Tiền thân của quân đội cách mạng, 33 tuổi, 4 năm sau 37 tuổi đã là đại tướng. Mà chỉ 1 năm sau đấy, đã từ chỉ huy du kích lên thẳng bộ trưởng. Năm 45 là cách mạng thành công. Bộ trưởng nội vụ đầu tiên là Võ Nguyên Giáp do đích thân bác chọn. Đấy. Thì bây giờ lại phong đại tướng làm bộ trưởng quốc phòng, tổng tư lệnh quân đội, ra mặt trận Điện Biên bác cho toàn quyền. Bác tiễn đại tướng của chúng ta ra mặt trận Điện Biên Phủ, bác dặn một câu thôi. Bác dặn là
trận này rất quan trọng, chắc thắng mới đánh, chưa chắc thắng chưa đánh. Chú chỉ được phép báo về với Trung ương với bác một câu thôi, đã thắng trận không báo gì khác. Đại tướng ra trận 11 đêm liền thức trắng, đầu chít khăn, lót toàn lá ngải cứu, đi khảo sát thực địa trận địa. Ông quyết định lập lại toàn bộ trận địa, kéo pháo vào kéo pháo ra đấy thì mới đánh thắng được chứ. Chứ nếu theo như chiến lược của Trung Quốc cố vấn thì hỏng hết. Đấy, vĩ đại là thế. Chuyện thế giới nó tinh lắm. Nó bình luận là thiên tài Hồ Chí Minh đã tìm ra thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp để rồi tạo nên một sự thay đổi cả lịch sử. Thì đúng như vậy. Đấy. Nước ngoài họ thấy Bác Hồ phong tướng mà lại phong một loạt tướng, 9 tướng tất cả. Mà lại trong rừng sâu núi thẳm, nó cũng không biết chính phủ Hồ Chí Minh sắp sửa có động tĩnh gì mà lại phong tướng như thế. Nó mới phỏng vấn bác, nhà báo tư sản này. Chủ tịch có thể vui lòng cho biết nguyên tắc nào mà chủ tịch phong tướng cho ông Giáp được không? Ý là nó chê chúng ta là du kích mà các đồng chí. Hải lục không quân chả có, toàn lựu đạn với súng trường dao găm cũng tướng với ta. Nó ở cái nhìn, tầm nhìn tư sản nó nhìn như thế đấy. Bác không lạ gì. Bác ở nước ngoài 30 năm bác lạ gì cái chuyện này. Cho nên bác trả lời ung dung lắm. Nguyên tắc của tôi dĩ nhiên là phải có chứ. Nhưng mà lại rất đơn giản và rất dễ áp dụng. Nghĩa là thắng cấp nào tôi phong cấp đó. Có thế thôi. Thắng tướng phong tướng, thắng tá phong tá. Bác giải thích là ông Giáp phải phong vài lần đại tướng mới xứng đáng. Mà tôi phong có một lần thôi mà. Chứ phải phong cao nhất. Thế thôi. Bác lại còn nói thế này nữa này. Nó đang chê mình là chiến tranh du kích thì bác nhận luôn là du kích. Đấy, bản lĩnh văn hóa của bác đấy, không có cái tự ái vặt, không có cái sốc nổi mà ung dung làm chủ tình thế, luôn luôn đứng trên đầu thù. Là thế. Bác bảo chúng tôi đang làm chiến tranh du kích nên phong tướng của tôi là phong theo kiểu du kích. Có thế thôi. Kiểu du kích là thế nào? Kiểu du kích là ông Giáp đã thắng đại tướng thì đương nhiên ông Giáp phải là đại tướng. Có thế thôi. Đấy là lẽ phải thông thường, không thể chối cãi được. Đấy. Tầm nhìn của bác, ứng xử của bác, nghiên cứu riêng những đối thoại, câu trả lời của bác, ta rút ra bao nhiêu bài học về văn hóa. Kể cả đối thoại với dân thì bài học về dân vận, đối thoại với kẻ thù là bài học về chiến lược, đối thoại với đồng chí, đồng bào thì đó là bài học về nhân văn. Bao nhiêu điều sâu sắc. Và chúng ta lưu ý chi tiết này. Trong lịch sử quân đội ta đấy, Võ Nguyên Giáp lại là đại tướng cao nhất và đầu tiên. Cao nhất mà đầu tiên nhé. Nhưng lại không phải sĩ quan đầu tiên. Bởi vì lúc đầu bác có bố trí làm quân sự đâu. Bác bố trí làm dân sự cơ mà. Bộ trưởng nội vụ đấy chứ. Thế vậy thì sĩ quan đầu tiên lại không phải là ông Giáp. Là người khác cơ. Mà lại là người xuất hiện trong một tình thế rất là đặc biệt cả. Đấy. Năm 48 mới phong đại tướng, mới phong sĩ quan. Mà năm 46 trước đó 2 năm bác đã phải đi Pháp trong tư cách là nguyên thủ quốc gia. Đi để đàm phán đấy. Đi là thượng khách của chính phủ Pháp đấy. Mà nước Việt Nam độc lập, có quốc hội, có hiến pháp rồi. Cho nên đi nước ngoài nguyên thủ quốc gia bắt buộc phải có sĩ quan tùy tùng, hộ tống. Mà chưa phong cho ai cả, bây giờ làm thế nào? Bộ Ngoại giao rất lo chứ. Mà ngày giờ lên đường của bác đến nơi rồi mà chưa biết làm thế nào. Thế mới xin ý kiến bác. Bác bảo là thế các chú làm ngoại giao hãy nói cho bác biết này. Nguyên thủ các nước họ đi nước ngoài thì sĩ quan hộ tống họ là lon gì, chức gì? Tổng thống đó mà các ông chị. Bác là chủ tịch nước thì cũng là tổng thống. Bộ Ngoại giao bảo thư bác ít nhất là đại tá. Đại tá là cao cấp mà các đồng chí. Bác bảo có cái gì đâu. Chuyến đi này bác chọn thư ký rồi. Thư ký cho bác là chú Huỳnh, ông Vũ Đình Huỳnh đấy. Thì từ giờ phút này trở đi này, chú Huỳnh sẽ là đại tá Vũ Đình Huỳnh. Bác phong ngay mà các đồng chí. Đấy, để cho ngang với thế giới mà các đồng chí. Thế giới nó dùng đại tá làm tùy tùng cho tổng thống thì bác cũng có đại tá làm tùy tùng. Bác phong luôn. Đúng không? Ta học bác về cái uyển chuyển các đồng chí. Mau lẹ, linh hoạt, uyển chuyển, không cứng nhắc.
chỗ này này, rồi sắp tới chuẩn bị đại hội 13, đảng ta phải rút kinh nghiệm đấy. Rút kinh nghiệm xung quanh câu chuyện quy trình. Đấy. Thời Bác làm gì có quy trình làm gì? Mà sao Bác chọn giỏi thế? Chọn người nào được người đó chứ các đồng chí. Mà bây giờ thì quy trình bao nhiêu bước như vậy, chặt chẽ nè, công phu nè, tỉ mỉ nè. Lúc giải trình khi mà Trung ương chất vấn thì đều nói là chúng tôi làm đúng quy trình hết. Đúng quy trình gì mà lại lòi ra những chuyện như vừa rồi. Đấy. Các đồng chí có nghe chuyện ở Hậu Giang bao giờ không? Ai lại 3 tuổi đảng đã là tỉnh ủy viên đấy nhé. 3 tuổi đảng thì đã mất đứt 1 năm dự bị rồi còn gì. Thế mà tỉnh ủy viên đấy các đồng chí, đứng đầu một ngành, sở ban ngành. Tại sao lại như vậy? Vì là con bí thư tỉnh ủy, có thế thôi. Thế tập thể cấp ủy để đâu? Sức chiến đấu trong đảng để đâu mà lại để cho bí thư lộng hành đến như vậy? Cả một câu chuyện đấy các đồng chí. Chứ thời Bác đấy, Bác dân chủ một cách mẫu mực, mà Bác cũng tập trung một cách kiên quyết. Nhưng mà vì Bác là người đứng đầu trong sạch, không một vết gợn, cho nên mới đủ sức toàn tâm toàn ý đến như thế. Chọn ai được người đó. Học Bác. Học Bác ở cái chỗ này. Đặc biệt nữa, chúng ta lưu ý một cái chi tiết này. Tại sao Bác phong đại tướng cho Võ Nguyên Giáp, trung tướng cho Nguyễn Bình? Thế mà Nguyễn Sơn giỏi như thế chỉ phong thiếu tướng. Bác cân nhắc chứ. Nguyễn Sơn là thiếu tướng từ bên Trung Quốc cơ, quân giải phóng Trung Quốc cơ. Lấy vợ người Trung Quốc, chữ Hán giỏi lắm. Giỏi đến mức mà giáo sư Đặng Thái Mai phải thán phục cơ mà. Giáo sư Đặng Thái Mai là hàng đầu về văn học Việt Nam, về chuyện Kiều chứ. Mà phải thán phục là ông Sơn giảng Kiều hay hơn tôi cơ mà. Đấy. Giỏi như thế mà lại phong tướng ở Trung Quốc rồi. Bây giờ về nước làm thăm cách mạng, Bác cũng chỉ phong thiếu tướng. Bác cân nhắc chán rồi. Ở đời có tài thì cũng có tật, phải rèn đã. Kiểu như là một là nóng nảy, thô bạo này, hay là không khiêm tốn này, ký kiểu như vậy. Bác phải rèn đã, Bác cân nhắc lắm chứ. Thế Nguyễn Sơn thì lại không hiểu. Cứ tưởng rằng Bác không công bằng. Mình giỏi thế mà có thiếu tướng thì bao giờ lên được đại tướng. Kiểu như thế mà. Đấy là cái chuyện nghĩ đời thường rất là dễ thông cảm thôi. Mà lại giỏi chữ Hán, cho nên lại chơi chữ với Bác ấy. Bảo thừa tướng trả xong lại còn thiếu tướng. Thừa tướng tức là đã 2 lần tướng rồi mà, đúng không? Đấy. Người khác mà không có dân chủ thì rắc rối lắm đấy các đồng chí nhé. Nhưng mà với Bác thì Bác bao dung độ lượng vĩ đại. Bác coi đó là chuyện thường, Bác cho qua. Bác gửi cho Nguyễn Sơn một bức thơ mà Bác viết bằng chữ Hán cơ. Chữ Hán Bác còn làm cả thơ cơ, cả một tập thơ cơ mà. Bây giờ viết mấy câu cho Nguyễn Sơn có gì đâu. Mà Bác viết chữ Hán đẹp như vẽ tranh, người ta gọi là thư pháp. Gửi Sơn đệ. Đệ tức là gì không? Đệ là em thôi, coi như em thôi mà. Gửi Sơn đệ. Tâm dục tế, đảm dục đại, trí dục viên, hành dục phương. Tâm hồn phải cho nó tế nhị, tinh tế, không được lỗ mãng. Làm tướng thì lòng can đảm là quan trọng nhất. Không có bận tâm về chức tước danh hiệu làm gì. Những cái đó nó tầm thường lắm. Nay còn mai mất, trôi nổi như một thứ phù vân mà thôi. Người có học, người có trí lớn không làm cái điều đó. Trí dục viên, người có học phải tư duy cho nó ngay ngắn. Viên tức là vuông vắn. Không có được sọc sạch gặp đâu nói đấy. Hành dục phương, hành động phải có phương hướng, không được bột phát. Một người thông minh, nhạy cảm như Nguyễn Sơn nhận được thư Bác, hiểu ngay. Hiểu rằng Bác phê bình. Mà những lời Bác khuyên ấy, nó thấm thía như kinh Phật vậy. Cho nên là xúc động, hối hận lắm. Đến gặp Bác xin lỗi và vui vẻ nhận chức thiếu tướng. Rồi sau đó Bác phong tiếp lên trung tướng. Chỉ có một điều là Nguyễn Sơn mắc bệnh nặng. Đúng lúc mà tài năng đang rực rỡ nhất thì lại bạo bệnh và mất. Cũng 53 tuổi. Nguyễn Chí Thanh cũng 53 tuổi. Hai vị tướng lỗi lạc đều ra đi ở tuổi 53 cả. Tuổi mà ông bà ta gọi là tuổi mệnh đấy các đồng chí. Thì ta mới biết được là
cái điều sâu thẳm ở Bác qua các cái sự kiện như vậy nhắc nhở chúng ta học Bác toàn diện cả tư tưởng, đạo đức và phong cách. Câu chuyện quan hệ giữa Bác với đại tướng cảm động như tình thân. Lúc Bác ra đi tìm đường cứu nước, 21 tuổi, Võ Nguyên Giáp chưa ra đời. Bác rời bến cảng Nhà Rồng, chúng ta biết rồi, ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, lúc 21 tuổi, lấy tên là Văn Ba Nguyễn Tất Thành, rồi sang Pháp, sang châu Âu, lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, 21 tuổi. Đến tận 25 tháng 8 năm 6 năm 1911, Võ Nguyên Giáp mới cất tiếng khóc chào đời. Thế là hai thầy trò đấy nhỉ, hai cha con, hai thế hệ đấy nhỉ. Mà ngày sinh của đại tướng nó lại trùng với ngày mà Bác làm việc cuối cùng. 25 tháng 8 năm 69 đại tướng sinh nhật thì cũng lại là ngày Bác làm việc cuối cùng, và từ đó Bác hôn mê trên giường bệnh. Đến mùng 2 tháng 9 thì Bác đi. Mà Bác thương đại tướng lắm. Bác thương thủ tướng Phạm Văn Đồng lắm, Bác quý trọng tài năng. Mà Bác lại có cái khả năng, người ta gọi nó như là cái gì, như là một cái huyền thoại, nhìn người rất đúng. Tại sao gặp Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên khi ông còn rất trẻ mà Bác nói ngay, nghĩ thầm ngay, con người này rồi suốt đời sẽ phải cầm quân. Tại sao mà trước khi quyết định phong tướng cho Nguyễn Chí Thanh, Bác nghĩ ngay, con người này rồi suốt đời sẽ làm chính trị. Dùng người như thế đấy, đó là nhân tướng học, nhìn khuôn mặt, biết con người này đặt việc gì là tốt nhất. Bác là thế, nghề chọn người, chứ người có chọn nghề đâu. Là như thế đấy các đồng chí nhé. Các đồng chí làm tuyên giáo này, công tác đảng này, tôi được biết là hầu hết là từ nhà giáo sang. Thế là quý lắm đấy các đồng chí. Nhà giáo làm công tác đảng rất phù hợp. Nhất là đồng chí nào lại dạy văn nữa để càng tốt, càng tốt. Bác là thế đấy, Bác cũng là nhà giáo đấy. Thế thì ngày làm việc cuối cùng của Bác lại là trùng với ngày sinh nhật của đại tướng. Cho nên Bác linh tính cảm thấy thế nào mà trước đó đấy, trước đó Bác lại mời cả gia đình đại tướng ăn cơm, đến ăn cơm với Bác một bữa. Đại tướng sang làm việc ở lại dùng cơm thì là chuyện bình thường, nhưng mà Bác mời cả nhà thì là chuyện khác. Bác nói là mời cả cô Hà nữa. Cô Hà tức là giáo sư Đặng Bích Hà, là phu nhân của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bà ấy là con của giáo sư Đặng Thái Mai, mà người Bác chọn làm bộ trưởng giáo dục đầu tiên. Giáo sư Đặng Thái Mai lại là con của nhà nho Đặng Nguyên Cẩn, là nhà nho nổi tiếng miền Trung, là bạn thân thiết của bố Bác, là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Đấy. Mà trong hoàn cảnh như vậy thì rất là thân thiết. Thế là Bác cho mời đến dùng cơm. Bác còn dặn là mời tất cả gia đình, con cháu chắt cho đến hết, cho đông vui. Đại tướng thì rất đúng giờ, vì nhà binh mà. Mà hôm nay Bác mời cơm đặc biệt như vậy, chả hiểu vì sao mà lại đến muộn. Bác bảo thôi ta ăn cơm trước đi, đại tướng chắc là lại có việc đột xuất rồi, trong chiến tranh mà. Mà Bác bảo là nhưng mà thế nào đại tướng cũng sẽ đến. Quả nhiên Bác linh cảm cái gì thì nó xảy ra đúng như thế. Thế là vừa mới nói xong, chưa có ai ăn cả, thì gia đình đại tướng đã đông đủ ở phòng khách. Bác cho mời vào, tất cả rất vui. Bác nói một câu rất âu yếm, rất tình cảm, mà ta cứ ngỡ là Bác phê bình. Bác bảo đại tướng của Bác mà cũng đến muộn sao? Đại tướng trả lời thế nào? Ông trả lời nhanh lắm. Thưa Bác, quân chủ lực thì bao giờ cũng sẵn sàng, nhưng mà dân quân du kích tự vệ nó chậm lắm thì biết làm thế nào được. Ý nói vợ con đấy các đồng chí. Đấy, ta thấy có rất đúng, rất đúng trong hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta nhé. Ta cứ nghiệm từ gia đình mà ta xem, đúng như thế đấy. Đúng không? Bác vui lắm. Bác bảo đại tướng của Bác chống chế giỏi thật. Thế là Bác mời vào, Bác gắp thức ăn cho từng người một. Còn Bác có ăn đâu. Các đồng chí nhớ đọc nhật ký chữa bệnh cho Bác, còn lưu giữ đến tận bây giờ. Từng ngày một, mỗi ngày hai thìa cháo loãng Bác không ăn được đâu, hai thìa sữa cũng không ăn hết. Bác gầy lắm. Xót xa bảo nhau đi nấu chè hạt sen. Lúc khỏe Bác còn thích dùng, thì bây giờ có ăn được không cũng chịu chết.
Bây giờ bác mời cơm cả gia đình đại tướng bác có ăn đâu. Bác gắp thức ăn cho tất cả mà bác không ăn. Bác bảo các cháu ăn nhiều vào, ăn cho bác vui, ăn thay cho bác nữa. Bác không ăn được nữa đâu. Lúc ăn được thì chẳng có cái mà ăn. Bây giờ có cái ăn lại không ăn được nữa. Đúng là nỗi lòng tâm trạng của một con người chương phải thánh thần, phải thiết thực lắm, bằng xương bằng thịt thì mới có một nỗi niềm như thế. Các đồng chí nhớ là đời bác chưa bao giờ được sung sướng, chưa bao giờ được hạnh phúc, toàn lo lắng dằn vặt khổ sở. Trong kháng chiến ấy, gọi là đặc quyền đặc lợi cho bác, hóa ra chỉ có mỗi một bát nước cơm thôi. Tức là nấu cơm thì chắt nước để bác úp thế thôi. Làm gì như đặc quyền đặc lợi theo kiểu bây giờ. Bác làm việc cả đêm, cứ đánh máy lấy thế này, ngọn đèn dầu nó tù mù như thế này. Thương bác, sợ bác mắt kém, mang cái đèn bão băng mang sông vào, bàn đèn bão vào cho bác sáng hơn. Bác bảo thế nào? Cất đi, tốn dầu lắm. Ánh sáng lọt ra ngoài, máy bay nó lại đến. Bác dùng thế này được rồi, các chú cứ đi nghỉ trước đi. Thế mà xót xa quá, không biết là có cái gì để bồi dưỡng cho bác không, vì bác làm việc cả đêm. Ban ngày thì có bát nước cơm, bây giờ ban đêm chẳng biết làm cái gì. Thế là vào nhà bếp tìm mãi mới được một nắm đỗ đen, các làm gì? Cái đỗ đen ấy các làm gì? Lấy đường đỏ nấu được một bát chè mang lên để mời bác, gọi là cải thiện thêm cho bác. Nhưng mà lúc mang chè lên thì lại đúng lúc bác đang nghe cái ông chiến sĩ Giao Liên ấy, công văn đưa công văn hỏa tốc của chính phủ vừa mới về báo cáo. Mà cái đồng chí cần vụ cấp dưỡng thì nghe rõ một một câu của bác là chú ở lại ăn chè với bác đã, rồi hãy về nghỉ. Lấy bát, lấy thìa xẻ ra, bác cháu cùng ăn. Có mỗi bát chè thôi mà. Ngày xưa khổ thế đấy các đồng chí. Thế là đồng chí cấp dưỡng thì lo lắm. Chỉ lo bạn mình vô ý mà ăn bát chè của bác, mà không dặn được. Thế là để bát chè xuống cái chõng đó, rồi đi xuống cầu thang nhà sàn. Ông ấy dậm chân thật mạnh các đồng chí, ra hiệu đấy, ý là đừng ăn chè của bác nhé, để dành cho bác thôi, bác vất vả lắm đấy. Ai cũng biết chứ, có ai mà vô ý thế đâu. Nhưng mà khổ một nỗi này này, nếu không ăn thì bác không ăn. Bác cứ nói là chú ăn đi thì bác mới ăn ấy. Thế là xẻ bát chè ra, cầm nửa bát chè ăn với bác để mời bác ăn, mà muốn khóc ấy chứ. Thế mà mang bát xuống rửa còn bị bạn mắng cho nữa. Đã bảo không ăn mà sao mày cứ cố ăn của bác thế. Không ở đâu có những chuyện kiểu như huyền thoại thế đâu các ông chí. Chỉ Việt Nam thôi. Lãnh tụ với chiến sĩ, cán bộ với bác Hồ như thế đấy các đồng chí. Đã một đời đạm bạc gian khổ mà lại vô cùng cao quý. Đấy chính là hình hiện thân cuộc đời và tư tưởng tâm hồn của bác. Nói về những sự kiện này để ta nhấn mạnh vào cái phong cách, thì tôi xin kể để các đồng chí nghe cái câu chuyện này. Bây giờ với các đồng chí cần lắm đây này. Tại sao mà bác đi công tác ở Pháp 5 tháng liền, đã phải chấp nhận cả thỏa hiệp đau đớn rồi, mà Pháp nó vẫn không chịu, nó vẫn dã tâm xâm lược Việt Nam, mà chiến tranh nổ ra không tránh khỏi. Thế là nó lại bố trí cho bác về bằng đường biển các đồng chí nhé, chứ có về đường máy bay hàng không đâu. Lênh đênh hàng tháng trời mới về đến cảng Hải Phòng, mà lòng dạ bác như lửa đốt. Về đến nơi, bác triệu tập khẩn cấp Trung ương ngay để ra lệnh lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Thế trên biển như vậy, bác lại nhận được một cái bức điện của tên cao ủy thực dân tên là Đắc Giang Lier. Ta học lịch sử ta nhớ lại nhé, Đắc Giang Lier, cao ủy Đông Dương, thực dân Pháp đấy, một tên cáo già thực dân đấy. Nó đánh điện mời Chủ tịch Hồ Chí Minh về ngay Vịnh Cam Ranh, trên đường về mà, về Vịnh Cam Ranh để hội kiến, hội đàm. Bác biết thừa rằng là nó sẽ gài bẫy hoặc nó có cái thủ đoạn gì, bác chủ động bình tĩnh lắm và bác nhận lời. Ta đi tháp tùng bác lo lắng lắm chứ, ra đấy biết có chuyện gì. Thế mà đến nơi đấy, quả nhiên đúng như bác dự báo, nó bố trí một chiến hạm nguy nga lộng lẫy thế này chào đón bác, ra vẻ rất là trang trọng, nhưng thực chất nó đánh gài bẫy ngoại giao.
Nó bố trí hải lục không quân, sĩ quan đấy, mặc lễ phục ngoại giao, quân sự, gươm súng tuốt trần, đứng hình vuông xung quanh bác, mời bác đứng giữa. Nói là để chụp ảnh quay phim. Nhưng mà nó mang tính chất hành vi đe dọa đấy nhé. Nó trả lời thế này, nó nói thế này: chủ tịch đang bị đóng khung giữa hải quân và không quân. Chủ tịch có cảm giác mình đang bị bao vây không? Chủ tịch có cảm thấy mình đang bị đóng khung không? Bác trả lời thế nào? Bác ung dung lắm. Bác mỉm cười trả lời là: các ngài nhầm to, các ngài chỉ là cái khung ảnh của tôi thôi. Đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng các đồng chí. Đúng. Mời bác chụp ảnh, tấm ảnh là bác chứ, mới là linh hồn chứ. Các ngài chỉ là cái đường viền thế này, tôn cái bức ảnh lên đấy chứ. Đấy, bác xem, biến bại thành thắng, biến nguy thành yên là thế. Cái trí tuệ của bác, câu trả lời của bác đầy mưu lược. Nó sững sờ, không ngờ bản lĩnh của bác lại như vậy. Nó phải đấu dịu ngay. Mà bác thì lại rất bao dung và độ lượng, không thèm chấp những cái trò nhặt, nhỏ nhặt đó. Bác chủ động ôm hôn nó ngay. Nó là thực dân cơ mà, bác hôn nó đấy. Bác còn nói là ngài là một người lính dũng cảm của nước Pháp, của dân tộc Pháp. Nó là thực dân, bác biết thừa, nhưng bác tranh thủ nước Pháp, nhân dân Pháp và dân tộc Pháp. Vì đấy là một dân tộc văn minh, một đất nước vĩ đại. Đấy. Ta đi, bác ôm hôn nó, bác nói như vậy. Mấy đồng chí nhà mình toàn cán bộ cao cấp cả đi tháp tùng bác trong đoàn, cứ sững sờ, không hiểu vì sao bác lại có cư xử kiểu này. Thế là hỏi bác, có vẻ chất vấn bác như phê bình ấy. Bảo tại sao bác lại hôn nó thế? Bác trả lời thế nào các đồng chí? Bác bảo đánh nhau thì đánh nhau, hôn nó một cái có mất cái gì đâu. Đúng là Hồ Chí Minh các đồng chí, phải là bác Hồ mới có được cái phong cách đó nhé. Tranh thủ tối đa lòng người, thêm bạn bớt thù, càng ít thù càng tốt. Hồ Chí Minh là loại nhân lãnh tụ mà đến mức kẻ thù cũng phải kính trọng, kẻ thù cũng không dám xúc phạm được. Bác tiếp khách một nhà báo nước ngoài là người Anh, bằng tiếng Anh, ngoại ngữ của bác thì có thể là một thiên tài, không có một cái rào cản nào về ngôn ngữ cả. Trên bác rất nhiều bạn, trên các đồng chí còn trẻ tranh thủ học đi nhé, nhất là ngoại ngữ. Mỗi một thứ tiếng là một ô cửa sổ nhìn ra thế giới đấy. Trong cái thời đại toàn cầu này, trong sự bùng nổ thông tin này, học bác. Mà bác khuyên chúng ta học ngoại ngữ một cách rất là thấu lý đạt tình, không có cao đạo sách vở gì đâu. Tôi kể các đồng chí nghe câu chuyện này. Bác bảo các cô các chú phải chịu học ngoại ngữ. Ngoại ngữ cần cho cuộc sống lắm. Không biết ngoại ngữ là thiệt thòi lắm đấy. Bác nói như thế cơ mà. Mà bác là lãnh tụ duy nhất không bao giờ dùng phiên dịch. Tiếp nước nào nói tiếng nước đó, không bao giờ dùng phiên dịch. Còn khi phải dịch, chẳng qua là do nghi lễ ngoại giao nó bắt buộc thôi. Bác bảo không biết ngoại ngữ là thiệt thòi lắm đấy. Bỗng nhiên bác chỉ luôn vào một chú chiến sĩ đứng bên cạnh bác. Bác bảo ví dụ như chú này, thanh niên mà, ví dụ như chú này, chú yêu một cô gái nước ngoài, nhưng chú lại không biết tiếng của họ. Chú đành phải nhờ phiên dịch. Phiên dịch nó dịch là tôi yêu cô lắm. Thế là chú mất người yêu rồi. Bác thấy bác hóm hình thế đấy các đồng chí. Bác muốn chúng ta học ngoại ngữ thì bác ví dụ như thế. Thế bây giờ bác tiếp khách một nhà báo người Anh, bác bằng tiếng Anh. Mấy ông nhà báo nhà mình cứ đi qua trước cửa phòng khách của bác, bác gọi cả vào. Bác bảo các chú vào đây, bác giới thiệu bạn đồng nghiệp nước ngoài mà làm quen này, làm quen. Thế ta lại trả lời bác là nhưng mà chúng cháu không nói được tiếng Anh. Bác bảo không sao cả, không nói được tiếng Anh thì nói tiếng Việt, bác dịch cho. Đấy, bác là lãnh tụ mà bác có nề hà gì đâu, bác dịch cho. Thế là mừng quá vào để bác giới thiệu. Bác bảo bây giờ các chú hỏi đi, muốn hỏi bạn câu gì cứ hỏi bác dịch cho. Thì ngay câu đầu đã hỏng rồi, câu đầu đã không thể dịch được rồi, dịch thì hỏng hết. Hỏi như cãi nhau vậy các đồng chí. Không có cái văn hóa gì cho ứng xử cả. Ai lại hỏi thế này bao giờ? Tại sao đến giờ này các ông không chịu công nhận nền độc lập của Việt Nam? Hỏi thế thì tưởng là chính trị cao lắm chứ gì nữa.
hóa ra là một thứ chính trị rất tồi. Chính trị nó phải trên cái bệ đỡ của văn hóa thôi. Nó gọi là văn hóa chính trị. Cứ tưởng là cao mà hóa ra là thấp đấy. Bác nghe xong bác cứ tủm tỉm cười, bác có dịch đâu. Bác hứa dịch cho chúng ta mà bác có dịch đâu. Bác toàn sáng tác đấy các bạn. Bác bảo bạn thấy Hà Nội của chúng tôi thế nào? Cho nên tôi cũng xin thưa các đồng chí nhé. Đồng chí nào chuyên về ngoại ngữ này, đồng chí nào đi làm phiên dịch này. Thế mà trong những tình huống mà dịch cho thủ trưởng, dịch cho lãnh đạo mà có cái phát ngôn gì đó nó không được chặt chẽ, nó hay nói nôm na là bị hớ đấy, thì phải linh hoạt nhé, phải sáng tạo dịch khác đi nhé, chứ dịch thế là hỏng đấy các đồng chí. Đấy. Nhất là đồng chí nào làm ngoại giao phải đúng chứ, trong trọng điều đó. Thế là ông nhà báo ngày anh bảo bạn Hà Nội của các bạn rất đẹp, xứng đáng là thủ đô của Việt Nam, Hồ Gươm rất là thơ mộng. Ta cũng chả hiểu đầu đuôi làm sao bác lại dịch kiểu này. Ta lại hỏi tiếp một câu còn sừng sổ hơn, là tại sao các ông lại đồng lõa với thực dân Pháp xâm chiếm Nam Bộ của chúng tôi? Nam Bộ 23 tháng 9 đã khởi nghĩa, đã chống lại thực dân Pháp. Bác mới phái Trung tướng Nguyễn Bình vào là thế đấy. Bác nghe bác có dịch đâu. Bác lại dịch thế này mới hay chứ các đồng chí. Bạn thấy phụ nữ Việt Nam thế nào? Nó bảo phụ nữ Việt Nam rất đẹp, dịu dàng mà cái tà áo dài mềm mại nên thơ lắm. Ta chả hiểu làm sao bác lại có kiểu đó. Thế là bác tiễn cái ông nhà báo người Anh ra khỏi phòng khách. Nhưng bác ra hiệu giữ chúng ta lại. Bác phê bình. Bác phê bình thấm thía lắm. Với tất cả chúng ta đây đều học được cả. Nhất là đồng chí nào làm báo. Bác bảo các chú là nhà báo mà các chú kém chính trị quá. Đấy, chính trị như thế là kém không phải là giỏi đâu. Không phải lên gân lên cốt là chính trị đâu. Các chú kém chính trị quá. Người ta có phải chính phủ đâu mà các chú đi cãi vã với người ta. Người ta là nhà báo thôi mà. Phải thân thiện, cởi mở, nó yêu mình, nó mới quảng cáo cho mình chứ. Mình đang bị bao vây như thế cơ mà. Liên Xô còn chưa công nhận, Trung Quốc còn chẳng công nhận, bảo thực dân Anh nó công nhận thì vô lý quá. Đấy, kém chính trị ở chỗ đó. Bác còn phê bình chúng ta thế này mà đi vào nghề nghiệp ta thấy bổ ích lắm này. Bác bảo các chú làm báo mà các chú vô ý lắm. Đăng tin kiểu này thì lộ bí mật hết. Bác dẫn chứng ra trên tờ báo, viết hết tất cả nên là lộ bí mật. Các chú cũng vô ý lắm, dễ bị hiểu lầm. Đảng ta đón một ngày mấy đoàn khách quốc tế mà các chú đăng đoàn trước, đăng đoàn sau. Đoàn nhiều chữ, đoàn ít chữ, đoàn ảnh to, đoàn ảnh nhỏ. Các chú không sợ, người ta chê trách mình là nhất bên trọng, nhất bên khinh. Bác rất tinh tế nhé. Các đồng chí là cán bộ đảng phải học được cái tinh tế này. Thứ ba này, các chú biên tập cũng không cẩn thận. Nói nung là ẩu nữa đấy, không cẩn thận. Đăng lên thế này người ta hiểu lầm, kể cả hiểu lầm bác. Ví dụ, người ta đồng bào yêu quý bác, chúc thọ bác. Nhưng mà đồng bào không hiểu chữ nghĩa, chúc thọ sai cả. Các chú cũng cứ thế mà đăng. Đồng bào chúc thế này này, chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Chủ tịch đấy, bách niên giai lão. Bách niên giai lão là lời chúc cho ai các đồng chí? Lời chúc cho cô dâu chú rể đêm tân hôn chứ. Mà bác có vợ con gì đâu. Đấy, ta xem bác thâm thúy thế đấy các đồng chí. Trên học bác bao nhiêu điều cho nó đủ. Cái phong cách của bác xứng đáng để chúng ta học lắm. Nó chứa được tất cả tư tưởng, đạo đức và phong cách. Cho nên nói đạo đức, tư tưởng để kết tinh vào phong cách. Mà phong cách là chứa đựng cả tư tưởng và đạo đức. Đảng ta chọn cái chủ đề năm nay là phong cách lãnh đạo và quản lý này, phong cách công tác này, chỉ có mấy chữ thôi. Dân chủ, quần chúng, trách nhiệm, nêu gương, sáng tạo. Đấy là đối với đảng viên cán bộ nói chung. Còn đối với người lãnh đạo, người đứng đầu thì cao hơn. Người đứng đầu phải người ưu tú nhất, tinh hoa nhất, phải cao hơn. Đứng đầu ở đây là tính từ người cao nhất trong đảng là Tổng Bí Thư nhé. Trong nhà nước là Chủ tịch nước nhé. Trong chính phủ là Thủ tướng nhé. Đến tận các cơ sở địa phương ở dưới này. Từ đảng, chính quyền, đoàn thể. Đồng chí bí thư chi bộ cũng là đứng đầu đấy. Đồng chí trưởng thôn cũng là đứng đầu đấy. Giám đốc một sở ban ngành là đứng đầu. Bí thư đảng ủy là bị đứng đầu. Trưởng ban là đứng đầu. Đấy là cá nhân.
Còn ta lại tập thể lãnh đạo, trên tập thể ban giám đốc, tập thể cấp ủy, cũng là tập thể những người đứng đầu. Và người đứng đầu là phải quan trọng nhất, gương mẫu nhất. Thì đảng ta nhấn mạnh là dân chủ nhưng phải quyết đoán, không được nhu nhược. Quyết đoán mà lại không độc đoán chuyên quyền, thế nó mới khó chứ các đồng chí. Dân chủ nhưng phải quyết đoán, quyết đoán nhưng lại không độc đoán chuyên quyền. Gương mẫu làm gương, một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Quần chúng tức là gần dân, tin dân, nhưng không được mị dân, không được theo đuôi dân chúng. Dân chúng ta kính trọng, nhưng mà dân chúng thì cũng có năm bảy loại. Bác nói như vậy mà. Có dân chúng tiên tiến làm nòng cốt, có dân chúng trung bình phải nâng đỡ họ lên, có dân chúng chậm tiến phải thuyết phục giáo dục nâng đỡ. Đấy, quần chúng tức là gần dân, tin dân, nhưng mà không được theo đuôi dân chúng, không được xa dân, phải tin dân và vì dân, nhưng mà không được mị dân, không được hứa ảo, hứa thì phải làm. Rồi gì nữa? Lãnh đạo thiết thực, lãnh đạo một cách thiết thực, thiết thực nhưng mà không bao biện làm thay, sâu sát tỉ mỉ nhưng mà không bao biện làm thay. Bao biện làm thay vừa vất vả mình mà vừa làm thụ động cho người cấp dưới, thậm chí tạo cho họ sự lười biếng vô trách nhiệm. Không bao biện làm thay. Cái người giỏi đấy là người biết tổ chức công việc, biết dẫn dắt cả một phong trào. Một người hay lo bằng một kho người hay làm cơ mà. Ông cha ta tổng kết rồi, cần ở người lãnh đạo là cần trí tuệ, cần nhân cách, cần tầm vóc chiến lược, chứ không phải cần những cái việc cụ thể. Đấy. Rồi gì nữa? Phong cách của chúng ta còn là biết quý trọng nhân tài, biết trọng người giỏi hiền tài. Thậm chí theo Hồ Chí Minh đấy, phải có bản lĩnh dùng người giỏi hơn mình. Chỗ này thì khó lắm, đúng không? Thậm chí phải biết dùng cả người giỏi hơn mình, người khác mình, người mình không ưa mà vẫn dùng. Đấy là bản lĩnh đấy các đồng chí nhé. Bác nói thế này nhé, có những người mà mình không ưa vì nó không hợp với tính mình, tâm lý đấy. Ví dụ người thì sáo vát, nhưng mà người khác thì lại trầm tĩnh. Người thì trực tính, nói năng có vẻ nóng nảy, người thì thích dịu dàng, nhẹ nhàng, không hợp nhau. Có những người không hợp với mình, nhưng họ thực sự là người tốt, thực sự là giỏi, thực sự vì dân, thì vẫn phải dùng, và đã dùng thì phải tin dùng. Lời bác đấy các đồng chí nhé, đã dùng thì phải tin dùng, dùng thì phải nghiêm mà bao dung độ lượng. Và bác tổng kết mấy câu mà như kinh Phật vậy. Mình hơn người chớ có kiêu căng, người hơn mình chớ có nịnh hót, thấy của người chớ có tham lam, đối với của mình chớ có buồn xỉn. Đấy, bác Hồ của chúng ta là như vậy. Thì bao nhiêu điều đáng nói chỉ kết tinh vào một chữ thôi, là phong cách. Phong cách chính là con người. Người thế nào thì phong cách nó như thế. Ai cũng có thể trở thành phong cách, nhưng mà muốn vậy phải rèn luyện suốt đời, chứ không phải là bắt chước đâu. Phong cách là sáng tạo, là cái riêng, cái độc đáo, không lẫn với người khác. Còn đối lập với phong cách chỉ là hình thức bề ngoài giả tạo, bắt chước, sao chép, chụp ảnh máy móc mà thôi. Chỗ này mà nếu không hiểu đúng ấy, thì lãnh đạo cao cấp cũng học không được đâu, chứ đừng nói chúng ta này. Mà đã xảy ra rồi đấy. Ai lại đi đón bác, muốn bác khen là giản dị, rủ nhau mặc toàn quần nâu áo vải. Đấy có phải giản dị đâu, đấy là bắt chước đấy chứ. Đấy. Ô tô bác đến càng gần bác càng buồn cười, lấy đâu ra một đoàn người giống nhau như lột cả thế này. Quần nâu áo vải, dép cao su, đội mũ lá, vắt khăn mặt bông, hệt như bác thời kháng chiến. Bác hỏi tên từng người một, hóa ra toàn chủ chốt đấy cả, toàn như chúng ta cả thế này. Bác bảo các chú đóng kịch khéo lắm, thôi về thay quần áo đi, bác đợi để làm việc. Bác nói thế là bác phê bình, mà rất dịu dàng, không bao giờ thô bạo. Về ta lại bàn với nhau chứ, cứ tưởng bác khen, ai ngờ bác lại chê, bác không vui. Thôi lần sau đi đón bác phải ngược lại, mặc cho thật diện vào vậy. Thế là cũng không hiểu bác.
Bác đâu có cần sang trọng, cần diện. Bác cần đạo đức, cần trí tuệ, cần người tốt cơ mà. Lần sau quả nhiên đón bác toàn com lê áo dài cả. Bác bảo hôm nay bác rủ các cô, các chú đi tắt nước đấy. Ăn mặc thế tắt nước thế nào được cơ làm gì? Thế rõ ràng là học bác không phải bắt trước, mà phải học từ thực chất cơ, cái tâm, cái đức của bác để làm việc tốt nhất. Trong đời chỉ có hai loại người được làm như vậy thôi, nhưng cũng là sáng tạo, hóa thân chứ không phải bắt chước. Một là diễn viên điện ảnh, hai là nghệ sĩ sân khấu. Nếu được phân công đóng hình tượng bác, đóng vai bác thì được thể hiện như thế, nhưng đấy là công phu tập luyện tài đức lắm. Các cái nghệ sĩ nhân dân kể cho chúng ta nghe là chỉ riêng cái việc bật diêm thế này, các đồng chí này, bác hút thuốc lá mà gầy tàn thuốc lá thế này này, học 6 tháng mới nhuần nhuyễn. Còn học giọng bác đây này, này, giọng sứ nghệ này, năm đàn, đồng bào nghe tôi nói có rõ không, hàng năm rời mới nhuần nhuyễn. Đấy là sự hóa thân của sáng tạo, chứ không phải bắt trước. Thì nhân việc học bác về phong cách, thì các đồng chí nhớ cho cái điều ấy. Nhất là năm nay, phong cách này phải đo bằng hiệu quả dân vận. Chỗ này là chỗ các đồng chí lưu ý nhé. Công chức nhà nước phải làm dân vận. Cơ quan công quyền, chính quyền nhà nước càng phải chú trọng dân vận. Không phải như một thời ta hiểu khác, hiểu lầm. Một thời ta hiểu không đúng. Ta cứ tưởng dân vận chỉ là việc của đảng thôi. Không phải đâu. Càng công chức nhà nước càng phải dân vận. Cho nên có năm dân vận chính quyền là thế. Bởi vì dân vận là giải pháp chiến lược để chống quan liêu, chống tham nhũng. Do gắn với dân. Dân vận thì phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, miệng nói, chân đi, tay làm. Thì dân mới tin, dân mới theo, và chúng ta mới thực sự có ảnh hưởng tốt tới với dân chúng.